Bên này còn 7 giây mà. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đang đến với buổi livestream của nhà Mark Fashion nha. Và tối ngày hôm nay các chị mình ha. Hôm nay thì sẽ có em An Hoài này và bạn Như sẽ đồng hành với các chị mình ở trong livestream ngày hôm nay với cái chương trình cực kỳ ưu đãi ở trong livestream các chị mình nha. Hôm nay thì Hoài và Như sẽ mang đến này, vừa có concept cho các chị đi chơi này, đi tiệc này, có đồ chị Hoài, đồ công sở luôn nha. Với cái ưu đãi cực kỳ hôm nay này, Như đã biết cái ưu đãi của ngày hôm nay chưa? Ngày hôm nay thì nhiều ưu đãi lắm. Đúng rồi, nhưng mà cái ưu đãi đặc biệt mà Hoài đang quan tâm nhất đó là giảm trực tiếp 50% tất cả các sản phẩm ở trong livestream ngày hôm nay nha. Rồi, không những là giảm trực tiếp 50% những sản phẩm ở trong live ngày hôm nay mà còn là mà còn là những cái phần quà nữa nha mọi người ơi. Bây giờ là đợi mọi người vào đông đông á, xong rồi là sẽ bắt đầu là lên những cái phần quà luôn. Thì không biết là mọi người vào xem live á, thấy là âm thanh ánh sáng là nó đã ok chưa, nó có bị trục trặc gì thì mọi người comment bên dưới giúp Như và Hoài nha. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nha. Không biết là mọi người ăn tối chưa nhở? Không biết là các chị nhà mình đã ăn tối chưa, hoặc nếu như chị nào mà vừa đang ăn tối này đang xem live stream của nhà Mark luôn, thì Hoài và Như sẽ chúc tất cả các chị mình ăn cơm thật là ngon miệng và tối nay sẽ săn được nhiều mã sản phẩm hot hit nha. Thì đâu live để mà hâm nóng cái không khí live này, thì Hoài muốn các chị mình tương tác cùng Hoài và Như thật nhiều nha. Và sau đó thì Hoài và Như sẽ mở ra cái chương trình mini game đầu năm luôn. Hôm nay thì quà rất là nhiều. Và thứ hai nữa là tất cả sản phẩm ưu đãi duy nhất tại livestream cho các chị nhà mình giảm trực tiếp 50% các chị nhá. Nên là mình nhớ là săn sale cùng em Hoài và bạn Như đến cuối live ạ. Rồi, bây giờ thì không biết là chị nào đã vào live rồi thì mình có thể chấm bài giúp em được không nè. Mình cho em xin một cái comment, hoặc là mình thấy cái váy nó xinh thì mình gửi thôi comment là váy xinh cũng được nha. Rồi, mình tranh thủ chấm bài. Ngày hôm nay thì có những cái chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn luôn. Thì mong là mọi người sẽ vào để mà ủng hộ nha. Và mình có thể là chia sẻ like để mình có thể chơi game được nào nha mọi người nha. Rồi các chị yêu ơi, tương tác cùng nhà Mark thật nhiều ạ. Tại vì hiện tại thì Hoài đang thấy là các chị em mình đã comment rồi, nhưng mà tình trạng ẩn comment vẫn có, nên là Hoài có thể là sẽ bỏ lỡ một vài comment của các chị em mình. Nên là mình cũng thông cảm giúp em Hoài và bạn Như nha. Bây giờ thì các chị nhà mình ơi, Hoài sẽ dựa vào lượt tương tác, và nếu như mà lượt chia sẻ mình ok rồi này, thì Hoài và Như sẽ bắt đầu mở ra chương trình mini game. Nhưng mà phổ biến đầu tiên đó là cái chương trình live hôm nay, thì Hoài sẽ có này, chân váy này, váy đầm này, áo sơ mi, quần tây, có cả vest cho các chị mình nha. Hôm nay sẽ có cả quần ống suông này và những cái mẫu áo rời cho các chị mình nữa. Nên là mình nhớ ở trong livestream và đồng hành cùng Hoài thì hôm nay thứ nhất là giảm trực tiếp 50%, và khi các chị nhà mình mua từ hai sản phẩm thì hôm nay nhà Mark sẽ free ship cho các chị mình luôn nhé. Dạ rồi à, không biết là chị nào đã thấy được like rồi nè. Rồi em xin chào chị Vân Lâu nha. Váy Hoa đang mặc bao nhiêu? Đợi em một xíu em báo giá liền nè. Rồi các chị yêu ơi, mình tranh thủ mình vào like giúp em với. Em chào tình yêu mèo mập nha. Em chào chị Mai Nguyễn nè. Em chào chị Mai Thúy Nguyễn luôn. Hello cả nhà. Rồi tranh thủ vào like giúp em với, chia sẻ live stream nha. Em muốn là đầu like em sẽ chơi mini game với mọi người một xíu. Em sẽ dành tặng một cái phần quà nho nhỏ để mọi người khởi động một cái chương trình like thật là náo nhiệt, rồi bắt đầu là mình vào like luôn nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ đưa ra cái món quà trước nha. Hoài sẽ đưa ra cái món quà trước cho các chị mình. Thì đầu hai Hoài sẽ tặng các chị mình một chiếc áo thun gân rất là đẹp và cực kỳ dễ mang cho em luôn. Một cái form áo căn bản này, vải rất là đẹp nha. Với mức giá cho Hoài áo này sẽ là 255 ngàn. Thì hôm nay Hoài và Như sẽ tặng đầu like cho chị nào may mắn nhất nhận được cái món quà này. Thì hiện tại là bây giờ em đang thấy lượt xem và lượt chia sẻ các chị nhà mình đang cũng tăng rồi. Thì mình bắt đầu comment cho Hoài nha. Bắt đầu tương tác chị em Hoài bằng cái comment này. Bây giờ mình sẽ cho các chị một cái cấp dần, và sau đó mình sẽ comment và nhớ là tag ba người bạn vào xem livestream, và đừng quên là chia sẻ livestream ít nhất cho em là 3 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai nha, ít nhất các chị nhé. Rồi mình nhanh tay chia sẻ like đi nào. Tại vì cái phần quà này thì em nghĩ là chị em mình nào mình cũng có thể sở hữu được, và mình có thể phối được với nhiều kiểu á. Thành ra là mình nhiệt tình mình chơi game nha. Các chị là có được cái phần quà nè, cũng như là tụi em thì có cái động lực like hơn ha. Rồi mình tranh thủ vào giúp like giúp em với, chia sẻ rồi. Em cảm ơn tình yêu mèo mập nha. Rồi chưa gì là em thấy có chị là chốt cái váy hoa của em rồi. Cảm ơn chị đẹp nhiều. Các chị nhà mình mà chốt váy hoa của Như mình cứ lên cho em là DA2 kèm số thoại nha. DA2 kèm số thoại. Còn về vấn đề size số và tư vấn vải thì xíu nữa Như sẽ tư vấn trước, tư vấn cho các chị mình, nhưng mà mình vẫn cứ lên đơn trước cho Hoài đi. Tại vì là hôm nay mức giá giảm 50% thì chắc chắn là không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Đúng rồi các chị ơi, cái giá của em là em báo luôn là cái giá gốc là 645 ngàn với chiếc đầm hoa em đặt mặt nha. Nhưng mà ngày hôm nay em giảm tới 50%, trời ơi, nghe tới 50% là phải chút liền đúng còn không? Còn 322 ngàn thôi các chị mình ơi. Quá rẻ luôn cả nhà ơi. Với cái chất liệu của mình là chất liệu tơ á, người ta thường nói là nhẹ như tơ, mình mặc lên cảm giác rất là mỏng manh, rất là dễ vỡ nha. Nhưng mà không sao, mọi người nhìn nè, em may cho mình là hai lớp lận rất là chắc chắc luôn. Và cái kiểu mà cổ tàu á cả nhà, mình mặc lên rất là xinh nha, không quá hở hang đâu mọi người. Tại vì em có
một cái dây để thắt nơ như thế này cực kỳ xinh xắn luôn. Các chị nào mình ưng ý cái mẫu này thì ngay bây giờ có thể lên cho em Như là DA2 kèm cho em Như là số điện thoại. Một lát nữa về size số thì em Như sẽ tư vấn sau nha. Còn bây giờ thì mình chấm bài và chia sẻ like để mình chơi game xíu nào mọi người ơi. Mình có mình cho em Hoài sẽ là áo xinh kèm tóc ba người bạn vào xem livestream nha. Cái caption hôm nay Hoài mang đến cho các chị nhà mình là áo xinh ạ. Tại vì món quà hôm nay đầu like thì Hoài sẽ tặng áo với mức giá là 255.000. Hôm nay các chị chỉ cần chia sẻ livestream, tag ba người bạn vào xem livestream và comment cho em Hoài đó là áo xinh nha. Thì Hoài sẽ tặng chị nào may mắn nhất ở trong live nhận được cái món quà là mẫu áo này. Rồi đầm của Hoài mặc thì có màu gì? À đầm Hoài mặc thì hiện tại là chỉ có một màu trắng thôi. Nhưng mà để mình chơi game xíu đi, xong xíu nữa Hoài sẽ giới thiệu sản phẩm cho các chị sau nha. Dạ rồi ạ. Không biết là các chị đã chia sẻ like chưa? Không biết là các chị đã chấm không biết là các chị đã tan người bạn gọi là những người bạn thân của mình nè hay là hỏi chị em vào, có thể là mình cùng săn đồ nè và mình cùng chơi game để mà tặng quà nha mọi người nha. Tại vì ngày hôm nay là em hứa với các chị là một cái livestream rất là hấp dẫn luôn, toàn là siêu phẩm mà em nghĩ là với những cái mức giá là bình thường, ví dụ là mình còn chưa có còn suy nghĩ khi mà mình mua đúng không, thì ngày hôm nay không còn phải suy nghĩ luôn, gọi là nhắm mắt là đặt hàng luôn đó, được không các chị? Rồi tranh thủ vào like này, em thấy là các chị đang comment rất là nhiều nè, mình comment nhiệt tình lên các chị qua. Tại vì khi mà các chị comment nhiệt tình đó, thứ nhất là em sẽ sẵn là em test luôn cái độ ẩn comment, chứ không là nhiều khi các chị là tương tác nhiều này hay là mình muốn đặt hàng á mà nó bị ẩn comment thì cũng rất là đáng buồn luôn. Rồi thứ hai là mình có thể là khi mình chơi game, khi mà các chị tương tác nhiều thì cái tỷ lệ mà trúng game á rất là cao luôn nha. Em đang thấy chị yêu là mình kêu là chưa có lên mẫu thì tại vì lý do là nhà em đang chơi mi game nha. Còn nếu như mà mình không muốn chơi mi game thì mình cũng có thể là chờ em Hoài tầm 2 đến 3 phút em chơi mi game thôi. Còn nếu như chị đã nóng lòng lên sản phẩm của em hoặc là Như đang mặc rồi thì mình cứ lên mã cho em là DA1 là đầm của Hoài với mức giá là 297.000 nha. 298.000 làm tròn các chị ha. 298.000, còn đầm của Như thì sẽ là 323.000 các chị nha. Thì chị nào thích cái đầm của Như mình lên DA2 kèm số cho em Hoài thì nhà em vẫn chốt đơn như bình thường. Còn tại vì nhiều chị vẫn đang muốn chơi đi game này và Hoài cũng muốn tặng quà đầu like nữa nên là nếu như mình cảm giác là mình không muốn chơi đi game thì mình cứ lên đơn như bình thường nha. Hoặc là có thể out ra cho em 2 đến 3 phút mình quay lại tiếp tục mình mua sản phẩm cùng em ạ. Dạ đúng rồi các chị, những sản phẩm ngày hôm nay thì em nghĩ là không có những sản phẩm này là nó không có bị kén da nè, cũng như là cũng không có bị kén tuổi luôn. Cho nên là các chị yêu nhà mình phải tranh thủ vào để chấm liền cho em thử là ngày hôm nay ít nhất là phải đặt cho em ít nhất là cũng phải tới 3-4 chiếc. Em cam đoan luôn. Tại vì những cái mẫu sản phẩm cực kỳ hot hit của nhà Mac Fashion luôn mà các chị ơi, những cái sản phẩm này là toàn bộ là nhà hàng thiết kế thôi mà đúng không? Chất liệu thì khỏi phải nói nữa, thì ngày hôm nay giá cả cũng là phải chăng cho cả nhà yêu luôn. Thì các chị phải nhanh chóng vào chơi game. Chắc là em Như sẽ chơi game khoảng tầm là 2-3 phút nữa thôi. Rồi em sẽ tặng luôn cái phần quà này cho chị nào may mắn, rồi em sẽ tiếp lên cái chương trình live luôn, không làm mất thời gian của chị em mình lâu nha. Rồi bây giờ chia sẻ like giúp em 2-3 phút nữa thì em sẽ nhờ chị Hoài công bố rằng người nào sẽ là người trúng thưởng đêm nay nha. Hiện tại lượt chia sẻ của mình mới là 40 lượt chia sẻ rồi các chị ơi. Mình đẩy lên cho em Hoài 100 lượt chia sẻ đi ạ. Tại vì chỉ cần mỗi chị 3 lượt thôi là lượt chia sẻ của mình hiện tại đã phải vài trăm lượt rồi. Nhưng mà Hoài chỉ yêu cầu mình chia sẻ 100 lượt chia sẻ thôi. Là mình nhanh tay chia sẻ và nhanh tay comment cho em Hoài là áo xinh kèm tóc ba người bạn vào xem livestream cùng Hoài và Như nha. Chiếc áo này sẽ thuộc về chị nào may mắn ở trong live đi ạ. Ok, Hoài đang thấy comment đang nhảy liên tục và các chị yêu đừng quên là mình comment cũng nhớ chia sẻ livestream giúp em nha. Chia sẻ livestream lượt chia sẻ đại 100 thì Hoài sẽ tặng các chị mình. Bây giờ Hoài sẽ canh thời gian nha. Hoài đang ở phút thứ 41, 19:41 phút thì tới phút thứ 45. Nếu như lượt chia sẻ của mình không cán mốc thì chắc là Hoài và Như sẽ mở bán sản phẩm trước. Xong rồi xíu nữa mình sẽ lướt tặng sau nha. Nhưng mà nếu đến phút 45 mình có đầy đủ lượt chia sẻ là Hoài bắt đầu tặng luôn. Tại vì là chỉ chơi game 3 phút nữa thôi chứ không có chơi quá lâu nha. Dạ rồi các chị ơi, nhanh tay chốt đơn giùm em là phải là ví dụ như là các chị thích cái đầm em Như đang mặc hay là thích cái đầm của chị Hoài thì mình có thể lên đơn luôn ngay bây giờ với mã đầm của chị Hoài là DA1 giúp em và giá là 298.000. Trời ơi cái đầm này xinh quá trời luôn nha. Và nói là một lát nữa em đi vào chi tiết là các chị biết là tại sao phải chốt của em đầm này. Và với chiếc đầm của em là DA2 với giá là 323.000 thôi. Một em đầm tơ như thế này mặc rất là xinh luôn. Em nghĩ là với chiếc đầm hoa như thế này thì không thể nào mà thiếu trong bộ sưu tập mùa hè này đúng không cả nhà. Các chị phải nhanh tay chốt đơn liền. Và nhớ là nếu mà mình đặt hàng thì mình comment giùm em là mã nè, kèm cho em số điện thoại là mình mới có đơn hàng nha cả nhà ơi. Và yêu thương thì mình hãy chia sẻ cho em nè. Nếu mà chị nào mình không có chơi game thì mình cũng nhớ là mình chia sẻ để ủng hộ em
với chị Hoài nha. Đúng rồi, tại vì hôm nay thì Hoài sẽ áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream. Khi mà mua hai sản phẩm sẽ được free ship và tất cả các đơn hàng ở trong live, chị nào chia sẻ livestream đều được mua với mức giá giảm 50% hết. Vậy các chị nhà mình đã đồng hành với Mark nhiều là biết nhá. Tại vì những sản phẩm này ở hiện tại là ở tại cửa hàng là nhà em không có mức giá giảm đâu ạ. Chỉ có duy nhất ở tại livestream thôi. Là mình thích mẫu nào là mình chốt luôn ở trong live giúp em Hoài. Và đừng quên là cho nhà Mark mỗi chị một lượt chia sẻ nha. Dạ rồi các chị ơi, chắc là khoảng tầm 1 phút nữa là em sẽ công bố luôn. Cho nên bây giờ chị nào mình chưa chia sẻ nè, chị nào mình chưa tan bạn bè thì mình hãy tan nhanh vào giúp em và chia sẻ nhanh 3 lần vào trang cá nhân ở chế độ công khai giúp em nha mọi người nha. Với những cái nick mà nó ảo thì bên em khi mà các chị có trúng vào thì bên em sẽ không có dành phần quà đó và em xin nhường lại cho các chị nha. Cho nên mình gọi là chơi game, mình phải là người thật. Giờ quà thật đúng không nè? Rồi, tranh thủ giúp em như nào cả nhiều ơi. Mã là cứ lên cho em là tan bạn bè và comment cho em là váy xinh hoặc là áo xinh giúp em là được nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ thêm một lần nữa các chị nhá. Và em Hoài còn duy nhất là 1 phút 30 giây cuối cùng thôi đấy ạ. 1 phút 30 giây cuối cùng để mình comment và chia sẻ nha. Rồi hiện tại là em đang thiếu 20 lượt chia sẻ cuối thôi. 20 lượt chia sẻ cuối thì 1 phút chia sẻ rất là nhanh mà các chị yêu ơi. Chia sẻ thật là mạnh tay cho Hoài nha. Và bây giờ mình bắt đầu comment này. Tại vì là Hoài sẽ lướt những cái comment mới nhất, có nghĩa là những cái comment mà gần đây nhất thì Hoài sẽ lướt nha, em không lướt comment cũ. Nên là bây giờ mình bắt đầu tiếp tục comment cho em Hoài để cái khả năng trúng của mình cao hơn nhá. Dạ rồi các chị yêu ơi, nhanh tay chốt giùm em liền, nhanh tay chia sẻ like, nhanh tay mình chơi game mà cả nhà ơi. Mình chơi game là mình phải hào hứng nè, mình phải nhiệt tình lên đúng không, nó mới vui. Chứ mà mình không có hào hứng, mình không có nhiệt tình thì nó cũng không có vui đúng không. Thế nên là mọi người nhanh tay chốt đơn liền giùm em. Để mà sau khi em tặng được cái phần quà đó cho các chị yêu nhà mình rồi thì em sẽ bắt đầu lên những cái mẫu váy cực kỳ xinh xắn. Tại vì ngày hôm nay là em có lên nè, áo váy nè, rồi có quần nè, rồi có áo kiểu nè, có chung váy, nói chung là nhiều lắm mọi người ơi. Cho nên là tranh thủ vào livestream giúp em, mình có thể tan bạn bè thật là nhiều vào cũng được cả nhà ơi, để mình săn sale nha. Tại vì sale tới 50% thì em nghĩ là nếu mà với cái giá này các chị không thể nào mà xem được bất kỳ đâu hoặc là tìm mua ở đâu với những chiếc mẫu xinh xắn như thế này, và chỉ có duy nhất tại cái livestream tối ngày hôm nay thôi nha. Rồi ok, bây giờ thì chắc là mình sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ một lần nữa và Hoài bắt đầu lướt tặng và sau đó mình sẽ bán sản phẩm luôn các chị mình nha. Rồi ok, bây giờ thì chắc là để em xem nào. Rồi ok, 103. Vậy là mình đã lượt chia sẻ mình khá là ok rồi. Và nãy giờ thì em có để comment nhảy lên không? Máy của chị là sợ không có comment để lướt rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng máy của Như để lướt luôn nha. Tại vì là bọn em đang rất là hào hứng để tặng quà các chị mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ tặng này, xem là chị nào sẽ là chị may mắn nhất nhận được cái chiếc áo thun gân rất là đẹp như này, cực kỳ dễ mặc, form cơ bản nha, phối với quần với chân váy với quần tây, quần sơ mi, kiểu quần tây quần jean này đều rất là đẹp các chị mình nha. Rồi chị yêu nào thích cái mẫu này thì mình chốt cho em Hoài luôn, bằng cách đó là chỉ cần comment cho em Hoài là áo xinh kèm tag 3 người bạn vào xem livestream thôi là khả năng mình nhận quà đã có rồi đấy ạ. Dạ rồi các chị ơi, chắc là em đếm ngược lại tầm 5 giây. Đúng cuối rồi. Cùng thì em sẽ bắt đầu lướt và chọn ngay chị nào mà kết thúc cái số giây thứ 5 của em nha mọi người nha. Rồi bây giờ các chị ơi, tập trung chú ý vào màn hình điện thoại giúp em nha, để mình nghe thử là cái tên của mình để em đọc lên là các chị phải có ở trong live thì em mới dành tặng cái phần quà đó cho mọi người. Rồi em Như bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ok. Dạ rồi, comment gần nhất sẽ là của chị Trần Thanh Trúc. Đây, em thấy chị là fan cứng là cộng 1 luôn rồi. Đó, fan cứng cộng 1 có nghĩa là chị là fan cứng và có chia sẻ like nha. Em thấy chị có tan bạn bè vào nữa rồi. Em xin chúc mừng chị Trần Thanh Trúc nha. Rồi các chị lưu ý giúp Hoài, tại vì em nghe cái tên rất là quen luôn, sợ là mình đã từng nhận quà rồi. Nếu như mà chị yêu nào mà đã từng nhận quà của Mark trong vòng 15 ngày đổ lại trở đây thì Hoài sẽ, chắc là nếu như mà sau khi kiểm tra xong á thì Hoài sẽ, nếu như mà đã từng nhận quà trong vòng 15 ngày đổ lại đây thì chắc Hoài sẽ nhường cho chị khác nha. Nhưng mà cái này thì sẽ nhờ đội ngũ của nhà em kiểm tra đúng sau rồi. Chị yêu ha, tại vì là Hoài like của nhà Mark thì rất là lâu rồi và Hoài nghe tên rất là quen, không biết là mình là fan cứng hay là chị đã nhận quà của nhà Mark hay chưa. Nhưng mà nếu như mà trước 15 ngày mà mình chưa có nhận quà thì không sao, mình vẫn là chị yêu may mắn nhất nhận được món quà. Thì đầu tiên Hoài sẽ gửi lời chúc mừng đến chị Nguyễn Anh Trúc nha. Bây giờ thì chắc là Hoài và Như sẽ tiếp tục mở bán sản phẩm. Và các chị ơi, quà Hoài còn rất là nhiều, phía sau chỉ cần mỗi lần lượt chia sẻ tăng lên cứ 100 lượt chia sẻ, Hoài và Như lại đem quà ra tặng tiếp cho các chị mình ạ. Dạ rồi các chị ơi, bây giờ là em đã dành tặng phần quà này cho một chị rồi thì không biết là bây giờ là em sẽ tiếp tục chương trình live hay là mình tặng quà tiếp đây. Các chị mình muốn tặng quà tiếp hay là mình muốn bán sản phẩm luôn ạ? Các chị gọi là bây giờ là em đang tham khảo ý kiến của mọi người á, cho nên mọi người có thể lên ý kiến của mình nha. Mọi người muốn em tiếp tục chơi game là hay là mọi người là muốn em like luôn để em biết là cái ý của mọi người thế nào rồi em lên chương trình cho ok nha.
Đúng rồi, tại vì là Hoài thì quà của nhà Mark thì rất là nhiều, Hoài và Như thì rất là nóng lòng muốn tặng quà cho các chị mình. Với lại em chỉ sợ là các chị mình muốn bán sản phẩm thôi. Nếu như mà mình muốn bán sản phẩm hoặc là mình muốn tiếp tục chơi mini game thì mình cứ đem ra ý kiến cùng em và Như nha. Ừ, thấy là mọi người bảo là like luôn. Ồ, rồi okay. Bây giờ thì Hoài và Như sẽ bán cái sản phẩm luôn các chị mình nha. Rồi tên này like trước nhận rồi. Chị Mỹ Hà ơi, nhà bên em là có nha. Hệ thống hết cho nhanh cách mọi người yên tâm nha. Này là công bằng lắm cả nhà ơi, tại vì em cũng đâu biết ai là ai đâu, đúng không? Cho nên các chị cứ yên tâm giúp em. Rồi, chắc là bây giờ là để cho Hoài like cái mẫu đầm này trước nha. Em xin nán ra bên ngoài một xíu nha mọi người nha. Đầm của Như thì rất là xinh rồi, nhưng mà chị nào mà đang nóng lòng mà chốt cái mẫu sản phẩm của Như ấy thì cứ lên đơn cho em Hoài nha. Còn nếu như mà xíu nữa mình sẽ mời Như lên tiếp thì các chị mình sẽ được ngắm cái form đầm kỹ hơn. Rồi ok, bây giờ các chị mình ngắm cho em Hoài cái form đầm em đang mặc nha. Mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là DA1 các chị nhá. DA1 là đầm của Hoài đang mặc. Với mức giá chị em Hoài này giảm trực tiếp cho em từ bao nhiêu ạ? 595.000. Hôm nay trong live em giảm trực tiếp chỉ còn 298.000 thôi ạ. Chiếc đầm rất là đẹp nhá. Đây là form phía sau cho Hoài. 298.000 sở hữu ngay chiếc đầm của Hoài đang mặc. Với chất liệu chị em Hoài là cô tông cao cấp nha. Đầm này có lớp lót bên trong và hồi nãy thì Hoài đã nói sai rồi các chị ơi. Đầm này Hoài có tới tận hai màu cho các chị mình nhá. Đó là đen và trắng nha. Đầm này chị em Hoài ba màu luôn hả chị? Ui cái này là có tới tận ba màu luôn, nhưng mà tại vì cái màu này là cái tông màu kem các chị mình ạ. Nên là Hoài đang lộn là cùng màu trắng này. Vậy là đầm này có tới ba màu để các chị mình lựa chọn, đó là trắng, kem và đen nha. Đầm tay bồng này chất liệu cho Hoài cô tông, form rất là dày dặn, đặc biệt là sẽ có lớp lót bên trong cho các chị mình nhá. Đây Hoài sẽ quay về mặt phía trước để các chị xem ạ. Đầm này hôm nay chỉ có mức giá chị em là 298.000 mà không chốt sẽ rất là phí nhá. Đầm này mình có đầy đủ size luôn các chị yêu ơi. Em có size đầy đủ cho mình đó là SML từ 60 cân đổ lại, các chị mình có size nha. Chất liệu cho Hoài này cô tông dày siêu cao cấp, phía sau kèm cho em Hoài dây kéo khóa. Đầm này thì mình có điểm nhấn cho em Hoài, đó là phần phía trước ngực mình sẽ có phần rúm này để làm cho cái phần bầu ngực của mình tròn đều hơn, và mặc lên thì sẽ làm hiệu ứng là kiểu như là ăn gian, các chị mình ăn gian nha. Chị nào mà có phần vòng bột của mình hơi khiêm tốn một xíu thì em nghĩ là lựa chọn những cái mẫu đầm hơi cúp ngực cổ cao như thế này thì vừa sang không có bị hở này mà vừa đẹp nữa, đặc biệt là ăn gian cái vòng bột của mình rất là nhiều. Tay bồng thì sao các chị ha? Em nghĩ là nếu như mà chị nào giống Hoài có phần bắp tay hơi có kiểu như là hơi tròn trịa một xíu thì mình nên lựa cho em những cái form đầm tay bồng như này nhá, che khuyết điểm tối đa giúp Hoài luôn. Tại vì Hoài phần bắp tay của Hoài cũng có nữa, nên là bao giờ em Hoài cũng thiên để chọn tay bồng. Tay bồng thì bao giờ nhìn cũng kiểu công chúa này. Như thứ hai nữa là che khuyết điểm tốt. Mình sẽ chọn những cái sản phẩm như thế nào mà để cái những điểm xấu trên cơ thể của mình được che hết và những điểm đẹp sẽ phô ra hết cho Hoài thì đấy mới gọi là thành công của cái sản phẩm các chị ha. Nên là người ta hay nói câu là người đẹp vì lụa các chị mình, mặc lên là sẽ đẹp, sẽ che khuyết điểm tốt cho em Hoài luôn. Đầm này cho em lên form dáng xòe nhẹ nha, form dài trên gối giúp Hoài. Hoài thì đang cao 1m6 rồi thì các chị nhà mình cũng không sợ, kiểu như tại vì là cái chiều cao của em Hoài là ở cái mức trung bình thôi, nên là ví dụ như chị nào mà có chiều cao khiêm tốn hơn Hoài hoặc là cao hơn Hoài vẫn mặc được nha. Tại vì em nghĩ là 1m6 thì chắc là nó cũng nằm ở tầm giữa giữa các chị nhà mình, nên là mình có thể là nhìn ở trên người của em và trừ hao nhá. Form đầm không quá ngắn đâu các chị ạ. Đầm này cho em chiết bên hai bên thôi nha. Cái cảm giác mà chỉ có chiết bên hai bên ấy thì cảm giác cái phần eo của mình nó sẽ nhỏ hơn, không có phải là chiết ly ngang đây. Tại vì nếu mà nhà em làm cái lưng bản tại đây ấy, thì nhiều lúc nó cũng sẽ kén cho những chị mà có vòng hai hơi tròn trịa. Thì đối với em này, chị nào có vòng hai hơi có nhẹ thì mình cũng có thể mặc được. Tại vì hiện tại là vòng hai của Hoài đợt này cũng hơi tròn các chị mình. Đợt này là kiểu như ở nhà nhiều này, rồi là ở nhà là hay nghĩ tới đồ ăn lắm, cứ đằng nào cũng nghĩ ra món để ăn à. Nên là người Hoài cũng bị tăng cân nhẹ, mặt cũng tròn hơn, bụng cũng có hơn. Nhưng mà Hoài mặc đầm này Hoài vẫn rất là tự tin, tại vì sao các chị ha? Mình tự tin là mình sẽ đẹp. Với lại là Hòa thấy cái điểm cộng của đầm này đó là che khuyết điểm tay và phần bụng của mình rất là tốt. Em báo lại giá cho mình nha, 298.000 ạ. Lên ngay DA1 kèm số thoại cho em Hoài nha. DA1 kèm số thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment này. Rồi ok, chị yêu nào mà thích DA1 chốt ngay này. Hoài chốt ngay DA1 màu đen chị Ngô Nga nha. Rồi ok, tên mẫu này chị em Hoài em đang thấy có chị lên DA1 rất là nhiều rồi, nhưng mà comment bị ẩn các chị mình ạ. Comment bị ẩn rất là nhiều và Hoài thấy chị nào thì Hoài sẽ đọc tên chị yêu đó nha. Còn nếu như mà Hoài không đọc tên là mình vẫn lên đơn như bình thường. Và lưu ý giúp em Hoài, sản phẩm này đang được giảm 50% đấy ạ. Mình có thể này mua một chiếc màu đen kèm một chiếc màu be về tặng người thân, bạn bè. Chị nào có em gái này, có chị gái này, hay đơn giản là mình tặng bạn thân của mình, hay là mình mặc chung này, rồi bạn bè mặc chung cho em. Tại vì sao ạ? Hôm nay mua hai chiếc đầm vừa, tính ra là mua một tặng một đấy các chị.
Em nghĩ là nó cũng giống như kiểu mua một tặng một ấy, tại vì mua một chiếc đầm mà được bằng giá gốc chị em Hoài chỉ bằng một nửa thôi, thì có phải là bình thường mua một chiếc bây giờ mua được hai chiếc mà gọi là mua một tặng một và còn được free ship nữa, nên là chị yêu nào mà hôm nay ở trong live mình đang mâm mê những cái em trong bộ sập mới của nhà em này, những chiếc đầm rất là xinh như thế này, cực kỳ lịch sự đơn giản cho em nhưng mà không kém phần sang trọng nha. Đến với mắt là những cái tông màu nào Hoài thấy cũng dễ mặc hết, em thấy không có màu nào kén da, nhà em không có hay thiên cái tông màu quá nổi các chị. Em để ý làm nhà mát thì tông màu thường là tông màu trầm, nhưng mà trầm sang trầm qua cái màu là đã được xử lý rồi, là Hoài thấy cái màu này ở thị trường cũng rất là khan, ý kiểu là không có nhiều, kiểu như là chỉ có những brand lớn lớn thì người ta hay may những cái tông màu như này, còn bình thường hàng thường thì ít khi có những cái tông màu này lắm các chị nhà mình nhá. Rồi chốt cho em Hoài sẽ là DA1 kèm thoại nhá. Chị nào mà quan tâm DA1 là chốt ngay này. Ok chị Thắm Hà Hoài chốt DA1 luôn. Em Hoài báo lại giá này các chị mình không nghe lộn nha. 595.000 hôm nay có đầy đủ size các chị mình. 60 cân đổ lại mặc đẹp nhưng mà Hoài giảm trực tiếp chỉ còn 298.000 thôi. Hôm nay mua hai chiếc sẽ bằng cho em Hoài giá một chiếc giá gốc thôi. Và chất liệu em thì khỏi bàn nha. Nhà mác sẽ hỗ trợ mình này kiểm tra hàng trước khi nhận này, được sờ vải chất liệu cho em Hoài luôn. Đấy, sau khi mà mình kiểm tra hàng mình cảm thấy ok mình nhận hàng, hàng không ok mình cứ trả lại hàng cho nhà em không sao hết. Nhưng mà tại vì sao, nhà mác là những cái thương hiệu mà đã kiểu như là bán rất là lâu rồi, mười mấy năm rồi, với lại là nhà em cũng có rất là nhiều chi nhánh trên toàn quốc, các chị mình cũng không phải là quá lạ lẫm với mác. Nếu như chị nào muốn trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng á, thì mình cũng có thể lên website của nhà em để vào phần showroom và xem địa chỉ của mác nha. Tại vì nhà mác có tới tận 20 chi nhánh trên toàn quốc lận. Nhưng mà hiện tại thì Hoài nghĩ là trong cái thời điểm hiện tại rất là nhạy cảm luôn, thì các chị nhà mình sẽ hạn chế ra cửa hàng để bảo vệ sức khỏe của mình nha, và người thân của mình nữa, thì mình cứ mua online giúp em đi. Phí ship của nhà em cũng rất là mềm, và hôm nay mình mua hai sản phẩm thì mình đã không còn mất phí ship nữa rồi, chỉ cần thanh toán tiền hàng cho em Hoài thôi. Và mua trên online thì nếu như mà chị nào sợ hàng không ok thì không sao nha. Nếu như hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận này, với là hàng không ok, hàng như nào nhà mác hỗ trợ mình đổi hàng hết ạ. Với 298.000 hôm nay sở hữu ngay chiếc đầm Hoài đang mặc, thì các chị yêu nào mà thích mẫu này là phải chốt nhanh nha. Hoài sẽ chỉ chốt cho tầm vài chị nữa thôi đấy ạ. Là các chị nhà mình quan tâm mẫu này là nhanh tay chốt đơn ạ. Lên mã sản phẩm bổ sung số điện thoại giúp em, đem sâu lại màu các chị xem nhá. Đầm rất là xinh, mặc lên cực kỳ trẻ này. Hoài thấy là đầm này mình mặc đi chơi, đi làm, đi tiệc cho em Hoài đều được nha. Tông màu cho em Hoài sẽ có bao gồm tông màu sáng là tông màu trắng, tông màu trầm ở giữa đó là tông màu be cho Hoài, và cuối cùng sẽ là tông màu đen nha. Vải thì khỏi bàn các chị ơi, em này chất cô tông cực kỳ cao cấp luôn. Đặc biệt cho em á là vải không quá cứng nhưng mà cũng không bị mỏng quá hay là mềm quá, nó có độ đứng form cho em Hoài, mặc lên vừa đẹp vừa che khuyết điểm tốt này. Rồi em đang thấy này, các chị nhà mình mà lên mẫu này á, thì mình cần tư vấn size, tư vấn màu á, thì mình cứ comment cho em mã sản phẩm là DA1 kèm size, màu sắc và size số sẽ có các bạn nhân viên của mác gọi điện và chăm sóc khách hàng sau nha. Đầm của Hoài mặc xinh quá, em cảm ơn chị Phạm Linh Huệ rất là nhiều ạ. Em cảm ơn chị Mèo Mập nha, nhìn sang quá này. Chị yêu ơi, nếu như mà mình cảm giác sản phẩm này sang này, mình thả tim thả like cho Hoài thật nhiều nha. Và tag bạn bè và xem livestream săn sale của em Hoài đi ạ. Hiện tại là lượt chia sẻ của chị mình đang là 100, thì Hoài sẽ cần lượt chia sẻ các chị mình tăng lên nha. Nếu như lượt chia sẻ mình tăng lên 200, Hoài sẽ tiếp tục tặng sản phẩm cho các chị mình ạ. Hôm nay mặc gì tặng đấy các chị nha. Hôm nay mặc gì tặng đấy, chỉ cần lượt chia sẻ tăng là Hoài sẽ tặng luôn món quà đang mặc cho các chị mình. Nhưng mà lượt chia sẻ phải thật là nhiều chị em Hoài ạ. Nên là mình đang xem livestream này, vừa mua sản phẩm vừa chơi mi game của nhà mác. Em không thấy thương hiệu nào mà tặng quà nhiều như thế luôn các chị mình nha. Cứ trong live là chỉ cần lượt chia sẻ tăng là Hoài sẽ bốc sản phẩm ra tặng cho các chị mình thôi. Nên là mình nếu như mà cảm giác sản phẩm đấy chưa có ưng ý, chưa có hợp nhãn với mình, thì không sao, mình cứ ở trong live của em chơi mi game cùng Hoài cũng được. Hoặc là mình đợi em một xíu xíu nữa, các bạn nhà mình sẽ tiếp tục lên sản phẩm mới cho các chị mình nha. Rồi chị Minh Ngọc Hoài chốt DA1 đen size L cho mình ạ. Rồi tag bạn bè vào xem livestream cùng em đi nhá, chị yêu nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn Thùy An rất nhiều này, váy xinh. Cảm ơn chị yêu rất nhiều, váy cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Chốt nhanh đầm này chị em Hoài các chị yêu ơi, đầm này mình chỉ chốt cho các chị nhà mình thêm một xíu nha. Chị NT Thục Quyên ơi, không có sợ bị kiểu như là bị người xấu lấy cái điện thoại, số điện thoại của mình để tạo đơn ảo nha. Tại vì sao ạ? Hệ thống của nhà mác có nghĩa là tất cả các số điện thoại của các chị nhà mình khi lên đơn là sẽ được ẩn hết nha. Sẽ được ẩn hết. Mặc dù các chị nhà mình vào mác thấy comment của mình rất là nhiều, nhưng mà xíu nữa nhà em sẽ ẩn hết những cái comment của các chị nhà mình, có nghĩa là những người ngoài hệ thống của nhà mác thì sẽ không lấy được số điện thoại của mình đâu ạ. Là mình không có sợ bị đơn ảo của chị yêu nha. Còn nếu như mình sợ đơn ảo, mình cứ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp Hoài, để tại vì là nhà mác sẽ hỗ trợ mình kiểm tra hàng này. Hàng đúng thì nhận hàng, hàng không đúng mình không nhận hàng giúp em Hoài nha, chị NT Thục Quyên nha. Tại vì là nhà em cần phải có số điện thoại thì mới gọi chốt đơn cho mình được và gọi tư vấn khách hàng
hàng cho Hoài được. Còn nếu như mà không có số điện thoại thì nhà em tìm Facebook rất là cực luôn các chị yêu ơi. Là mình cứ để số điện thoại cho em đi. Tất cả các hệ thống Facebook giờ rất là thông minh, người ta đều là ẩn hết comment và số điện thoại hết nha. Nên là cái comment nào có số điện thoại chắc chắn sẽ được ẩn, nên các chị mình không sợ là bị lộ thông tin hoặc là những cái thông tin cá nhân của mình ra ngoài nhá. Rồi ok, chị yêu nào thích mẫu này thì nhanh tay comment và lên ngay chị em mã DA1 kèm ngoài ạ. À, đầm cưng thế, em cảm ơn chị Mai Nguyễn rất là nhiều nhảy. Chị mèo mập ơi, chốt màu đen lên cho em DA1 đen kèm thoại đi chị mèo mập ơi. Đầm này đẹp lắm, màu đen thì quá là ok các chị. Màu đen là cái màu che khuyết điểm rất là tốt, mặc lên thì cực kỳ gầy cho Hoài nha. Chị nào mà ví dụ sợ mình mặc đầm này, sợ tròn người này, hay là sợ lộ khuyết điểm phần bụng hoặc phần tay thì mình nên lựa cho Hoài màu đen nha. Còn em thì em thích màu trắng và màu be hơn, tại vì cảm giác là tinh khôi, trong trẻo các chị ha. Nói chung là tùy vào cái nhãn, hợp nhãn của các chị mình thôi. Mình thấy sản phẩm nào ưng ý với mình là mình chốt ngay cho em Hoài. Rồi đầm này mình sẽ chỉ có cho các chị mình tầm 2 phút cuối để chốt mẫu đầm này thôi nha. 2 phút cuối để các chị mình chốt này. Hiện tại Hoài đang ở phút 58 rồi, và đúng phút thứ 60 thì Hoài sẽ qua mẫu này luôn nha. Nên là chị yêu nào còn thích mẫu này thì nhanh tay chốt DA1 kèm thoại ạ. Các chị chưa lên DA1 thì nhanh tay chốt DA1 kèm thoại cho em Hoài nha các chị yêu ha. Hoài sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian cho mẫu này. Báo lại giá cho các chị nhà mình một lần nữa, đó là 289.000 đồng này nha. 298.000, em đọc lộn các chị ơi. 298.000 đầm DA1 và sẽ có cho em Hoài size số đầy đủ. Lưu ý giúp em là đầm này với mức giá là 298.000 là đã được sale 50% rồi nha. Nên là chị yêu nào hôm nay mà nhanh tay chốt đơn đầm này thì đảm bảo các chị luôn. Hôm nay đi chợ là cầm tiền, ví dụ như bình thường là cầm 1 triệu là chỉ mua được 2 chiếc đầm của nhà mát thôi, nhưng mà hôm nay chỉ cần cầm trong tay 1 triệu thôi là mua được 4 chiếc đầm của nhà mát rồi đấy ạ. Nên là mình cứ vào livestream và săn sale cùng Hoài nha. Rồi các chị yêu ơi, bây giờ mình vẫn tiếp tục chia sẻ này, vẫn tiếp tục chốt đơn cho Hoài nha. Rồi em Hoài chốt DA1 cho chị mèo mập ạ. Chị nào còn thích DA1 là nhanh tay nha. Hoài có 1 phút cuối cùng ạ. 1 phút cuối cùng để chốt DA1 và sau đó Hoài sẽ để như qua mẫu đầm hoa cho các chị mình nhá. Tại vì em nghĩ là nhiều chị đang mong chờ chiếc đầm hoa rất nhiều rồi. Bây giờ Hoài sẽ qua mẫu luôn để các chị mình săn nha. Chị em báo lại giá một lần cuối và sau đó Hoài sẽ qua mẫu ạ. DA1 với màu cho em Hoài đó là màu trắng này, màu be và màu đen, với mức giá chị em sẽ là 298.000 mẫu đầm này và đang có đầy đủ size nhá. Chất liệu cho em Hoài sẽ là chất em này sẽ là chất cô tông nha. Bây giờ Hoài đang qua mẫu rồi đấy chị Anna Hằng ơi. Bây giờ Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đổi mẫu đây các chị em mình. Mình cứ ở trong livestream cùng em ạ. Ok, bây giờ sẽ mời Như qua mẫu tiếp theo nha. Dạ rồi. Chào cả nhà nha. Bây giờ là em Như sẽ bắt đầu lên tiếp cái mẫu đầm này. Lúc nãy là trong mà lúc mà em chơi game á, thì em thấy là các chị đã chốt cái đầm này rồi. Thì bây giờ là các chị phải nhanh chóng chốt giùm em cái mẫu này luôn. Tại vì em nghĩ là với một em đầm hoa xinh xắn như thế này, kiểu cổ tàu như thế này, trời ơi mê gì đâu quá các chị. Mà giá ngày hôm nay em sale tới 50% đúng không? Thì các chị phải tranh thủ nhanh chóng lên đơn sớm giùm em Như liền và ngay nha. Bây giờ nè, các chị ngắm cho em thử là cái đầm này như thế nào. Nhìn cưng các chị ha. Với chất liệu này thì em nghĩ là mùa hè này các chị mặc rất là mát luôn. Cực kỳ dễ thương, phông đầm xòe tự nhiên thế này thì mọi người khi mà mặc lên á, cảm giác là nó sẽ che được khuyết điểm ở phần dưới á. Rồi, bây giờ em Như báo mẫu này luôn nha cả nhà nha. Mã sản phẩm mà em Như đang mặc là mã DA2 giúp em Như nha. DA2 này với giá gốc là 645.000. Ngày hôm nay thì em sẽ sale 50%, chỉ còn là 322.000. Và tông màu này thì em sẽ có hai màu nha. Với tông màu là màu em đang mặc là tông màu trắng và một cái tông màu đen này các chị ơi. Này, ví dụ như các chị thích một cái tông màu nó an toàn hơn thì mình có thể lấy cho em tông màu đen, còn không thì mình lấy cho em một cái tông màu trắng, nhìn nó dễ thương, nhìn nó tinh khôi hơn được không nè. Và em thấy là cái mẫu này thì các chị lúc nãy là đã comment rất là nhiều rồi, thì không biết là bây giờ có chị nào ưng ý cái mẫu này chưa nè. DA2 của em này thì em sẽ có size cho mình nha, S, M và L giúp em. Đặt hàng chỉ cần cho em xin mã này kèm giùm em số điện thoại là có nha. Em cảm ơn chị Trang Đỗ rất là nhiều nè. Đầm hoa nào? Chị Lê Hằng nè, nhưng mà đầm nào cũng xinh, trời ơi sao mà comment gì mà dễ thương dữ vậy trời. Cảm ơn nha chị Thanh Loan nha. Rồi cả nhà yêu ơi, 323.000 với chiếc mẫu này. Cả nhà để ý giùm cho em nha, cái phần vòng một của mình, cái phần ngực này là sẽ thiết kế kiểu bầu ngực cho mình sẵn luôn. Khi mà các chị mặc vào cảm giác cái vòng một của mình đã được nâng lên á, cả nhìn thấy nó tròn trịa và nhìn nó cưng hơn đúng không nè. Và form đầm này thì em thấy là trời ơi quá dễ thương luôn, thiết kế cổ nè, phần tay như thế này nữa thì chị nào mình cũng có thể mặc này. Em thấy là chiếc đầm này mình có thể mặc đi chơi nè, mình mặc đi tìm
tiệc nè, mình mặc đi dạo thoải mái luôn mọi người. Một em đầm thiết kế như thế này thì em thấy là không thể nào mà thiếu được ở trong tủ đồ. Bây giờ thì chị yêu nào mà mình chốt cái đầm này liền là lên cho em là DA2 nha. Không biết là các chị nào chốt chưa, để em xem thử cái comment của mình. Dạ đúng rồi, DA2 của em là chỉ có 323.000 thôi. Thôi em làm tròn nha mọi người, 222,5k nha. Em làm tròn là 323.000 nha. Rồi mọi người ơi, sale 50%. Và ngày hôm nay mà nếu mà các chị đặt hàng thì em mình còn được free ship nữa, thì mình ngại gì mà mình không đặt đúng không nè. Rồi các chị nhìn cho em nè, đầm của em là em may cho mình là hai lớp hết trơn rồi, cho nên là mình không có sợ là nó bị mỏng nha, không có sợ là bị lồ bên trong. Mình yên tâm mà chốt đơn giùm cho em. Với thiết kế này thì em thấy là chị nào mình mặc cũng được nè, không kén da, không kén tủ, và đặc biệt là không kén dáng. Nếu mà mình thích kiểu như là màu đen trông cho nó thon gọn hơn thì mình có thể lên cho em là DA2 màu đen kèm cho em số điện thoại, hoặc là mình có thể lên cho em là DA2 màu trắng kèm cho em số điện thoại nha. À, các chị nào mình mới vào á, mình muốn chơi game á, thì mình comment cho em là chia sẻ like, và mình tag thêm cho em 3 người bạn vào, để mà một lát nữa em còn những cái phần quà ở đằng sau lưng em tặng cho mọi người nữa, chứ đừng có quên nha mọi người, nhớ nha. Rồi, không biết là tại vì nhiều khi nó bị ẩn comment á, em không có thấy được cái tương tác của các chị, thì mọi người thông cảm giùm em như nha. Em vẫn được gọi là các chị đặt hàng thì vẫn sẽ chốt nha. Đã thích đầm này hơn 1 tháng rồi vậy hả, vậy mà không phải lên đơn liền giúp em nha. À, em thấy đơn của tình yêu Nguyễn Đức rồi nè, DA2 cổ lạ mắt quá nè. Dạ đúng rồi, cái thiết kế cổ này kiểu là cổ tàu á mọi người, nhìn rất là xinh, nó không có quá hở nha, nó cũng không gọi là quá kín, đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà rất là sang trọng. Thiết kế này chủ yếu là ở phần cổ và thiết kế phần bầu ngực cho mình nè, khi mình mặc lên cảm giác là rất là đầy đặn luôn, nhìn rất là xinh và cưng ha. Rồi chị yêu nào mình thích cái mẫu này thì nhanh tay lên đơn sớm giùm em như là mã DA2 kèm số điện thoại giùm em nè. Rồi một lát nữa em sẽ tặng nha, cho em like xíu, chứ mà em tặng từ đầu tới cuối em không cho em bán hàng là em buồn xỉu luôn nha. Rồi các chị ơi, lên cho em là DA2 kèm số điện thoại nè. Tại vì mỗi mẫu em sẽ trong em gọi là em chốt xong cái số lượng là em qua luôn á mọi người. Hàng này là số lượng em có ít, cho nên là em sẽ like một mẫu em chốt xong là em qua luôn. À, ở trên phần vai của em mà mọi người để ý nha, thiết kế sẽ là có những cái đường chít như thế này nè, những đường chít ly nó sẽ tạo độ phồng nhẹ tự nhiên, trông rất là cưng luôn mọi người. Nó chị nào mà bắt tay to bắt tay thô thì mình mặc những cái mẫu đầm mà tay dài như thế này nè thì mình không có sợ là nó bị lộ khuyết điểm nha. Rồi màu hoa trắng nhìn tôn da quá, đúng rồi mọi người ơi. Màu hoa trắng này mình mặc lên rất là tôn da, cảm giác người mình rất là trẻ trung nè. Còn với tông màu đen của em thì khỏi phải nói rồi đúng không mọi người. Màu đen họa tiết hoa thế này mọi người mặc lên nha, cảm giác nhìn nó rất là sang nè, và nó cũng che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Thành ra nếu mà chị yêu nào mình ưng ý mẫu này thì lên cho em là DA2 kèm số điện thoại giùm em. Đầm này của em là hai tông màu trắng đen, là hai cái tông màu basic, hai cái tông màu cơ bản, và với cái mùa hè nóng bức như thế này, em đúng không mọi người, em thấy là ở miền Nam hay là miền Bắc hay là miền Trung, mùa này là mùa ở đâu cũng nóng hết trơn á, thì mình nhanh tay sở hữu cho em. Với những em nằm tơ như thế này, mỏng nhẹ như thế này nhưng mà không có thể nào mà gọi là kém phần xinh đâu nha cả nhà yêu ơi. 323.000 một em đầm như thế này thôi, mà khi mà các chị đặt hàng thì ngày hôm nay em sẽ được gọi là mọi người sẽ được free ship nữa, thì mình tranh thủ mình chốt liền cho em. Giá gốc của em này là 695.000 đúng không. Ví dụ như bình thường thì mọi người thích em này mà giá 695.000 mọi người chưa có mua được, thì ngày hôm nay mình có thể mua với cái giá sale tới 50%. Em nghĩ là với cái giá này thì không bao giờ mà sale được nữa đâu cả nhà. Em chỉ chốt đơn trong live thôi nha, tại vì nhiều khi sau live kết thúc live không có cái giá này, nhiều chị inbox hỏi em là không có, em sợ là hết hàng á mọi người. Thành ra mình tranh thủ mình lên đơn sớm giùm em. Ôi đầm này mặc lên xinh quá, cưng quá mọi người ha, nhìn rất là dễ thương luôn, kiểu nhẹ nhàng nhưng mà không có quá bánh bèo nha. Đầm này là đầm nhìn trông nó rất là tiểu thư luôn. Đây em đọc comment của các chị nha. Rồi tại vì nó bị ẩn comment cho nên mọi người thông cảm giùm em, cứ yên tâm chốt đơn nha. Mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn. Đầm này thì em có size cho mình S, M và L luôn. Thành ra các chị yêu ơi, mình thích thì mình lên đơn sớm giùm em nha. Còn về mọi mã gọi là size số kích cỡ thì các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ em tư vấn size cho các chị sau nha. Mấy màu vậy như dạ, đầm này em có hai màu như chị Hoàng Mai Nguyễn ơi em đang cầm trên tay luôn nè, là tông màu đen họa tiết hoa hồng của em, hoặc là tông màu trắng
này của em nha. Cái tông màu này kiểu màu kem kem á các chị, thành ra các chị mặc mà nó không quá là bị lộ gì đâu. Tại vì nhiều khi màu trắng thì các chị mặc lên là sợ là cái vải bị mỏng thì nhìn nó không có sang. Nhưng mà cái này em làm nó là kiểu như là màu trắng kem kem á các chị, thì các chị mặc lên nó trông rất là tôn da và cực kỳ sang chảnh luôn nha. Mẫu này thì nhẹ nhàng, em thấy là nó mặc lên ai cũng được á các chị, ai mặc cũng được luôn. Mình mặc đi chơi nè, mình mặc đi tiệc nè, hay là có những cái buổi gặp gỡ bạn bè mình mặc cũng được nè. À, trong cái thời điểm này thì có thể là mọi người hạn chế ra ngoài đúng không? Thì các mọi người cứ đặt hàng, em nghĩ là mua về đến khi mà tình hình nó ổn rồi á, mọi người có thể ra ngoài nhiều hơn thì mình có thể có những có sẵn ở nhà những chiếc đầm như thế này, mình diện lên là mình đi luôn. Chứ đến lúc đó mà mọi người đi mua đồ á, em nghĩ là cái giá nó không có như cái giá như thế này. Tại vì chỉ có cái thời điểm này thì em mới lên cái giá như thế này, một cái ưu đãi cho mọi người thôi, giảm tới 50%. Em nghĩ là nhà Mad Fashion chưa bao giờ có cái ưu đãi như vậy. Hàng nhà Mad Fashion là em nghĩ là toàn là những cái mẫu mã mà gọi là chọn lọc tối ưu nhất cho mọi người, làm sao để mà phô trương hết được cái vẻ đẹp của mọi người rồi. Cho nên khi đến nay mọi người không có sợ là để bị kén nha hay là bị kén dáng gì hết trơn á nha. Em làm những cái mẫu mã cực kỳ hot hit nhất mà các chị mặc ơn là đẹp ơi là đẹp. Bây giờ là mọi người đặt hàng cho em nha. Mã là DA2 kèm giùm em số điện thoại liền. DA2 này của em là 323.000 giúp em nha. Mình nhớ lên giùm em số điện thoại luôn này cả nhà ơi. Rồi chị yêu nào mình đặt hàng á, mình tranh thủ mình lên đơn liền giúp em với. Tại vì chắc là khoảng tầm 2 phút nữa là em chuyển qua mẫu luôn á cả nhà ơi. Chị nào lấy thì lấy lẹ giúp em nha. Rồi nhanh tay này, hoặc là mình cần tư vấn gì á, mình comment bên dưới giúp em để em tư vấn nha. Em chào chị Úc Hoa nha. Lên quần jean hả? Để em xem thử quần, hôm nay em sẽ có lên mẫu quần á, mà không biết là có quần jean hay không đây. Rồi hôm nay không có quần jean rồi. Rồi bây giờ là em sẽ chuẩn bị em chốt thêm cho các chị nào mà mình lên đơn sớm á, rồi em chuẩn bị em qua mẫu tiếp luôn nha cả nhà nha. Rồi các chị yêu ơi, DA2 giúp em. Cái này là có 323.000 thôi cả nhà ơi. Một em đầm như thế này thì em nghĩ là không có ở đâu có đâu. Xinh lắm luôn á cả nhà. Rồi tranh thủ này em sẽ đứng xa xa cho mọi người nhìn nha. Form này thì mọi người rất là dễ mặc luôn, tại vì nó là xòe tự nhiên bên dưới như thế này nè, và em may hai lớp thành ra nó không có bị mỏng nha. Các chị yêu nào mình đặt hàng mình vui lòng mình để lại cho em đúng cái cú pháp là gì, mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Size số thì em sẽ tư vấn cho mọi người sau nha. Hai tông màu trắng và tông màu đen của em như thế này, họa tiết hoa nhí, khi mà các chị mặc lên cảm giác rất là thon và gọn người luôn. 323.000 mã DA2 giúp em. Rồi chị yêu nào đặt hàng nữa thì nhanh chóng chốt đơn giùm em mẫu này nha, để chuẩn bị em lên tiếp mẫu khác nha các chị yêu ơi. Rồi em chốt đơn tình yêu mèo mập DA2 nè, em chốt đơn chị Kim Dung lấy mã DA2 có đơn cho chị yêu luôn nè. 1m60 mặc mẫu này được không em? Dạ 1m60 là vừa y luôn chị yêu ơi nha. 1m60 chị cho em xin số cân nặng để em tư vấn size cho chị yêu luôn. Tại vì với những sản phẩm của nhà Mad Fashion là em có may đầy đủ thay size số, và xong số này nó sẽ gọi là xong số chung của mọi người rồi, cho nên các chị đừng có lo nữa nha. DA2 này của em thì em nghĩ là chị yêu nào cũng nên có ít nhất là một tông màu này. Nếu mình thích mình có thể lấy luôn hai tông màu, tại vì cái giá quá rẻ, chỉ có 323.000 thôi. Rồi nhanh chóng bổ sung giùm em mã kèm số điện thoại để chuẩn bị em như qua mã nha. Rồi các chị yêu ơi, ngắm lại nhìn giùm em một lần nữa. Chị yêu nào mình mới vào live, mình có thể chấm bài, mình tương tác giúp em, rồi mình xem mình ưng cái mẫu đầm em đang mặc thì mình lên đơn nhanh giúp em là DA2 kèm số điện thoại, và mình tiếp tục chơi game giúp em nha. Rồi em chào các chị mới vào nha. Bây giờ là chắc là em như chuẩn bị em chuyển qua tiếp một mẫu nữa đó mọi người ơi. Chị nào mình ưng ý thì mình tranh thủ nha. Chị mèo mập bảo là mặc đi gặp người yêu cũ là hú hồn luôn. Trời ơi, còn ý định đi gặp người yêu cũ luôn hả? Đừng có đi gặp người yêu cũ nha. Nói chứ mọi người ơi, và cái đầm này vào là các chị đi đâu cũng đẹp hết đó, tại vì nó rất là xinh luôn. Em nghĩ là mình nên có một chiếc đầm hoa nhí như thế này, tại vì hoa nhí là một cái họa tiết đang cực kỳ hot hit mà đúng không? 323.000 là một giá quá ưu đãi luôn. Bây giờ em như chắc là sẽ qua mẫu luôn nhé. Còn chị yêu nào đặt cái mẫu sản phẩm này nữa thì lên cho em là DA2 kèm màu kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi em như chuyển mẫu nhé cả nhà nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục lên một chiếc đầm hoa để cho các chị mình nha. Hôm nay thì đầm hoa rất là nhiều các chị yêu ha. Và cái sản phẩm đầm hoa tiếp theo Hoài lên cho các chị mình, sản phẩm này sẽ là DA3 các chị nha. DA3 này thì hiện tại Hoài đang có rất là nhiều màu, nhưng mà trước khi Hoài lên màu thì không để các chị mình chờ lâu, em Hoài sẽ báo giá luôn này. Báo giá trước để các chị mình sẽ có kiểu như là sẽ có động lực mà xem livestream với lại chốt đơn cho em Hoài nha. Tại vì giá hôm nay rất là ưu đãi. Tại vì trước giờ Hoài chỉ nghĩ là mắc ưu đãi cho các chị mình tầm 20-30% đã rất là nhiều rồi.
Nhưng mà hôm nay tất cả mã sản phẩm đều được giảm trực tiếp cho Hoài tới 50% đấy ạ. Rồi đợt này cho em Hoài sẽ là DA3 với mức giá gốc cho em Hoài sẽ là 695.000 và đang được giảm trực tiếp còn 348.000 thôi nha. 348.000 sở hữu ngay một chiếc đầm cho em Hoài với chất liệu cho mình là cô tông lụa các chị nha. Bên trong có kèm lớp lót ạ. Đầm lên cho mình này, cổ phần cổ béo. Cổ này là gọi cổ lật lai các chị mình nhá, cổ dạng to rất là đẹp cho em Hoài luôn, phối trắng cực kỳ sang. Thì mẫu này bây giờ Hoài sẽ có size cho mình là đối với cái mẫu Hoài đang mặc là lẻ size đấy chị yêu ơi. Màu đen của Hoài đang mặc chỉ còn cho mình đó là size S và size M thôi nha. Nhưng mà nếu như các chị nhà mình thích những size lớn hơn thì Hoài sẽ có cho mình tới 3 tông màu phía sau nữa đấy ạ. Những cái tông màu này thì Hoài đang có đầy đủ size nha. Đầm này thì Hoài đang có cho mình này. Tông màu chị em Hoài sẽ có rất là nhiều màu để các chị nhà mình săn. Màu đầu tiên cho Hoài là cái tông màu đen Hoài đang mặc nha. Màu đen này, màu này sẽ là kem hoa tím các chị nhá. Màu tím nhá, màu này cho Hoài mình comment màu đỏ giúp em Hoài ạ. Và màu cuối cùng cho em Hoài thì em này sẽ là màu xanh đen các chị mình ha. Đúng không chị? Cái này thì chắc là mình cứ lên màu như thế đi. Tại vì là Hoài không biết là trên mark đang ghi là màu gì, nhưng mà để Hoài xem là đây sẽ là ghi màu gì nhá. Ở trên này thì không có ghi, không có ghi màu được các chị yêu ơi, nhưng mà mình cứ lên cho em Hoài là màu Hoài đang mặc là màu đen ạ. Màu này cho em Hoài sẽ là màu be nhá. Màu này cho Hoài sẽ là màu đỏ và màu này cho em Hoài sẽ là màu xanh đen các chị ha. Để chốt đơn hàng ngay với mức giá cho em chỉ có là 348.000 thôi ạ. 348.000 đầm này DA3 kèm Hoài ạ. Comment cú pháp các bạn nhà mình sẽ tư vấn size các chị nha. Bây giờ thì Hoài sẽ treo bớt hai màu lên đây đi và sau đó Hoài sẽ giới thiệu kỹ từng màu để các chị nhà mình xem, tại vì rất là nhiều màu luôn. Nhưng mà cái mẫu này như các chị thấy là một cái sản phẩm này vừa có thể mặc đi chơi, vừa có thể mặc đi làm và vừa có thể mặc đi tiệc chị em Hoài. Thiết kế lịch sự, trang nhã và cho các chị mình không kém phần sang trọng nha. Cái điều thích nhất đối với đến với nhà mác á là sản phẩm không có quá cầu kỳ. Các chị nhà mình để ý đúng không ạ? Tất cả các sản phẩm của nhà mác không bao giờ may quá cầu kỳ đâu. Nhưng mà làm sao để phô lên tất cả các nét đẹp của sản phẩm này trên cơ thể của mình, che hết hoàn toàn khuyết điểm, thì đấy là một điều thành công. Tại vì sao? Thời trang là do mác, kiểu như là sản phẩm là do mác tạo ra, nhưng mà thời trang là do các chị mình tạo nên nha. Nên là chị yêu nào mà mình có thể là phối cho em Hoài với những sản phẩm khác cũng rất là ok. Chất liệu cho Hoài sẽ là vải von lụa các chị mình nha. Em này là von lụa, có lớp lót cô tông bên trong nên là siêu mát luôn. Các chị xem cho em Hoài này, dạng cổ mà cổ lai bự như thế này ấy, thì cảm giác cho con sản phẩm nó sẽ có điểm nhấn hơn. Tại vì nền của em đã làm màu rất là tối rồi, nhưng mà Hoài kết hợp cái nền cho cái lật lai màu trắng rất là xinh. Đặc biệt là phần cho em Hoài đó là cái em cúc các chị nha. Cúc rất là xịn sò cho em Hoài này. Trời ơi, cúc ngọc trai siêu sang luôn các chị mình. Chị nào mà thích ngọc trai là về đội của mác nha. Không gắn cúc cũng gắn, ví dụ đằng sau hay là gắn trước cho các chị mình à. Tại vì ngọc trai là lên sản phẩm nhìn rất là sang. Tại vì là cái họa tiết này màu đen là nhìn đôi lúc các chị mình nhìn không có rõ lắm ấy, nhưng mà cái sản phẩm này ở ngoài 10 chị nhận hàng là sẽ 10 chị ưng. Tại vì Hoài đã từng nhận rất là nhiều feedback của cái mẫu này của các chị mình rồi. Thì Sương Phi ơi, vải này em Hoài sẽ là vải van lụa nha. Cái này Hoài sẽ quay đằng sau các chị xem được, nhưng mà cái này Hoài lưu ý một điều đó là em mặc thì hơi bị rộng nên em xin phép kẹp eo vào nha. Đây là Hoài đang mặc phía sau, tại vì là cái form này các chị mình là cái form dáng cơ bản dễ mặc, nhưng mà em Hoài là nằm lờ dở giữa hai size, có nghĩa là Hoài á thì cao 1m6 nhưng mà nặng tới 47-48 cân, thì mặc size M thì lại bị rộng quá, mặc size S á thì lại bị kiểu như hơi kích một xíu, nên là Hoài nằm ở cái số đo lờ dở. Nên là ví dụ như chị nào á mà cũng như Hoài là nằm ở cái nửa số đo giữa giao thoa giữa hai cân nặng á, thì mình cũng có thể là chịu khó mình bóp ben lại cho em Hoài một xíu là đẹp nhá, giống như Hoài ha. Mặc lên form cũng rất là chuẩn, Hoài đang mặc size M của nhà mác các chị mình nha. Lên quần jean này các chị mình. Ui, hôm nay thì Hoài không có set up quần jean rồi, nhưng mà em Hoài sẽ có cho các chị mình quần tây đúng không ạ? Hoài sẽ có quần tây này, có vest này, có chân váy và có áo kiểu cho các chị nhà mình nha. Còn hôm nay mà để có quần jean thì chắc là nhà em sẽ hẹn các chị nhà mình vào những live tiếp theo. Tại vì nhà mác thì cực kỳ nhiều sản phẩm luôn. Quần jean hôm bữa Hoài cũng lên cho các chị nhà mình rồi đấy ạ. Mình có thể là lên website để xem bộ sưu tập mới của nhà em này, hoặc là mình cũng có thể lên sàn thương mại điện tử để mua hàng. Không thì mình mua ở trên live, tại vì mức giá quá là ưu đãi cho Hoài nha. Em thấy cái màu mà sản phẩm bây giờ Hoài sẽ giới thiệu trước hai cái tông màu tối nhá. Màu này cho em Hoài sẽ là màu xanh đen với nền hoa đó là hoa màu đỏ hồng hồng các chị nhá. Còn mẫu của Hoài đang mặc sẽ là nền màu đen. Thì hai màu này là hai cái tông màu trầm nhất của cái mã sản phẩm Hoài đang mặc. Và chị nào mà muốn che khuyết điểm tốt này, muốn dễ mặc này, đấy các chị mình nhá. Và che khuyết điểm cho em Hoài kiểu cảm giác là người gầy hơn, thì mình lựa cho em những cái tông màu tối. Tại vì tông màu tối thì bao giờ cũng rất là dễ mặc rồi. Đen và xanh đen thì mặc cực kỳ sáng da. Nhưng mà nếu như chị nào thích những tông màu sáng hơn thì Hoài sẽ có tiếp
cho mình cái hai tông màu, đó là hai tông màu sáng hơn nha. Màu này cho em Hoài lên cho em Hoài đó là tông màu B các chị nhà mình. Còn màu này cho em Hoài lên tông màu đỏ nha. Mặc dù nền của nó đều là nền kem nhưng mà Hoài lên phân biệt để các chị nhà mình có thể dễ dàng chốt đơn hơn. Rồi em đang thấy các chị nhà mình lên đơn nên mình nhanh tay chốt cho em là DA3 kèm loại nha. À, xuất sắc luôn Mark, em cảm ơn chị nhím con này. Chị ơi xuất sắc không ạ? Nếu như xuất sắc cho em Hoài thật nhiều tim đi cho chị. Thả cho em thật nhiều tim này, thả cho em thật nhiều like này, chia sẻ livestream. Tại vì sao? Phần quà của nhà Mark phía sau vẫn còn rất là nhiều nha. Chị yêu nào mà muốn nhận quà tiếp tục của Mark không ạ? Mình cứ chia sẻ livestream cùng Mark thật nhiều. Xíu nữa lượt chia sẻ mình tăng thì Hoài sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị mình nha. Rồi ok, Hoài đang kiểm tra lượt chia sẻ các chị mình này. 123 lượt chia sẻ các chị yêu ơi. Tăng lượt chia sẻ lên cho em Hoài. Em báo giá lại đợt này cho các chị mình nha. 695.000 và đang giảm 50%, chỉ còn trực tiếp cho em là 348.000 thôi ạ. Đang có đầy đủ size cho tất cả các tông màu, trừ màu của Hoài đang mặc hết size L nha. 60 cân đổ lại mặc được cho em Hoài màu đỏ, màu tím này, màu đỏ này. Và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là màu xanh đen. Còn màu đen của Hoài đang mặc thì đang lẻ size rồi, có nghĩa là chỉ còn size SM thôi. Các chị nhà mình 55 cân đổ lại sẽ mặc đẹp nha. Chia sẻ livestream và comment tương tác của em Hoài thật nhiều để các chị yêu. Hoài đang thấy là nhiều chị đang xem livestream lắm. Các chị nhà mình có muốn chơi game tiếp theo ạ? À? Hay là mình muốn bán sản phẩm tiếp các chị ha? Tại vì là Hoài thấy lượt view các chị đang cao này. Mình vào livestream rồi mình cho em Hoài xin một mỗi chị một cái comment nha. Comment cho em là hi Mark hoặc là hello em chẳng hạn đi. Tại vì là em đang thấy lượt view rất là cao đấy các chị nhà mình. Mình tương tác của em một xíu. Tại vì Hoài hiện tại là cái máy chủ của em đang bị ẩn comment rất là nhiều. Nếu như mà Hoài không có đọc được comment của các chị nhà mình hoặc là Hoài không có tư vấn được kỹ cho các chị ấy thì các chị cứ lên đơn cho em như bình thường nha. Sẽ có đội ngũ nhân viên của nhà Mark tư vấn sai cho các chị mình đầy đủ. Em đọc lại mã các chị ha. DA3 kèm loại 348.000 mẫu đầm này và đang có đầy đủ sai cho em. Form đầm này thì không cần phải suy nghĩ các chị. Hôm nay đến với nhà Mark là mức giá quá là ưu đãi này. Còn được áp dụng luôn chương trình free ship khi các chị nhà mình mua hai sản phẩm cho em Hoài. Hôm nay mua một sản phẩm cho em Hoài bằng một nửa giá gốc thôi thì có nghĩa là đồng nghĩa với việc đó là mua một tặng một rồi các chị yêu ha. Mình tác bạn bè tác người thân vào mua sản phẩm cùng nhà em. Sản phẩm vải rất là đẹp và nhà Mark thì là một cái thương hiệu rất là lâu đời rồi và các chị nhà mình kiểu như là mình không quá xa lạ rồi các chị ha. Nên là hôm nay mình đến với nhà Mark có ưu đãi này, có chương trình này, free ship cho các chị mình này thì ngại gì mình không chốt đơn nha. Sắm ngay cho mình một vài chiếc đầm để ví dụ như cái thời gian tiếp theo đây mình đi du lịch hay là mình đi chơi, kể cả là đơn giản là mình mặc ở nhà cho chồng con mình ngắm thôi cũng được các chị mình nhá. Nên là mình mua tặng bạn bè người thân cũng được. Các chị nhớ tác bạn bè vào xem livestream cùng Hoài thật nhiều để các những chị khác sẽ có thể là vào săn sale cùng mình nha. Tại vì chương trình ưu đãi của Mark là không phải lúc nào cũng có đâu các chị yêu. Rồi bán tiếp đi em. Ok chị Trần Linh, vậy thì mình sẽ bán tiếp nha. Giọng của Hoài cưng quá em. Cảm ơn chị Trần Thị Minh Thùy này. Hoài chào chị Lộc Nguyễn ạ. Em Hoài chào chị yêu nha. Chào các chị nhà mình mới vào xem livestream này, chào chị Trang Ngọc này. Các chị nhà mình cứ chia sẻ livestream cho em Hoài thật nhiều đi ạ. Rồi bây giờ thì các chị mình điểm lại cái đầm này cho Hoài nha. Sau đó thì Hoài sẽ chốt mẫu này cho các chị mình 2 phút nữa thôi ạ. 2 phút để các chị mình chốt mẫu này thì Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu khác nha. Tại vì sản phẩm phía sau còn rất nhiều và Hoài muốn là lên thật là nhanh để các chị mình sẽ có nhiều sản phẩm khác để chốt ạ. Đây, mẫu đầm của Hoài đang có cho mình tới chị em Hoài là 4 màu tổng cộng. Màu đen của Hoài đang mặc thì đã hết size L rồi. Còn những màu còn lại em đang có đầy đủ size nha. Mình thích mẫu nào, màu nào mình cứ comment cho em là mã sản phẩm sẽ là DA3 kèm màu kèm loại, sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi để chốt đơn nha. Em báo lại này, giá gốc cho mình sẽ là 695.000 và đang giảm trực tiếp cho Hoài chỉ còn cho mình là 348.000 thôi ạ. Mẫu đầm rất là xinh luôn. Là các chị mình nhanh tay chốt đơn nhá. Chia sẻ livestream và comment tương tác của em thật nhiều này. Rồi có chị yêu ơi, chị Du Sa ơi, Hoài vẫn like nha. Trưa nay Hoài vẫn like bên Gu đấy. Nhưng mà hôm nay thì Hoài làm cho Mark này các chị mình. Là mình ví dụ như mình xem like ở đâu mà mình thấy Hoài thì mình cứ ủng hộ hết, tại vì là những cái thương hiệu Hoài like là kiểu như là đều rất là uy tín và sản phẩm rất là đẹp nha. Riêng nhà Mark thì các chị mình không cần phải lăn tăn rồi, tại vì hôm nay sản phẩm quá là xuất sắc luôn. Và các chị yêu nhà mình ở đâu thì cũng là em Hoài và ở đâu cũng là những cái thương hiệu uy tín, nên là mình cứ ủng hộ nha. Nếu như mình thấy cảm giác là sản phẩm nào ưng ý cùng nhà Mark này thì mình chốt luôn chị em Hoài ạ. Rồi DA3 cho chị C7 Melly này, Hoài chốt cho chị yêu ha. Rồi em Hoài chốt DA3 cho mình luôn đấy ạ. Chị nào có thích DA3 nhanh tay chốt DA3 kèm loại chị em Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng hay thành công. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn nhá. Để Hoài để lại gần màu các chị xem nhá. Màu Hoài đang mặc là màu đen các chị nhá. Màu tiếp theo chị em là màu xanh đen này. Màu này cho em Hoài sẽ là màu kem phối tím và màu cuối cùng sẽ là màu kem phối đỏ các chị nhá. Tất cả những tông màu này đều rất là dễ mặc,
các chị nhà mình mặc cho em Hoài bao nhiêu tuổi mặc cũng được, mặc đi chơi cũng được này, mặc đi làm cũng được, kể cả là mặc đi dự tiệc cho em Hoài đối với những mẫu đầm này cũng rất là xinh. Rồi ok các chị yêu ha, bây giờ thì chắc là mình sẽ đếm ngược các chị ở mình 1 phút 30 giây cuối cùng nha. 1 phút 30 giây cuối cùng đếm ngược mã sản phẩm Hoài đang mặc và sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên sản phẩm mới. Các chị nhà mình em thích là em lên set hay là lên sản phẩm cho mình đó là quần các chị nhà mình ha. Hoài còn rất là nhiều sản phẩm phía sau. Chắc là bây giờ mình sẽ tiếp tục lên một chiếc đầm rất là xinh đi. Tại vì Hoài đang thấy bạn Như mặc một chiếc đầm xinh lắm luôn các chị ơi. Nếu như mà hôm nay mình là tín đồ của đầm này, tín đồ của vest này, rồi là quần tây và áo kiểu thì hôm nay quá trời đồ luôn. Ấy, phía sau còn rất là nhiều và quà phía sau thì nhà mát cũng còn rất là nhiều nha. Là chị yêu nào mà chốt mẫu này thì mình còn một vài phút nữa thì các chị mình chốt đơn thôi đấy ạ. Ok chị Hoài Thương Nguyễn, Hoài chốt DA3. Hiện tại là Hoài thấy comment của chị nào thì Hoài sẽ đọc comment của chị đấy. Nhưng mà nếu như mà không có comment thì Hoài sẽ kiểu như là vẫn lên đơn cho mình như bình thường nha. Rồi ok bây giờ em lên mẫu đây chị yêu ơi, chị Ánh Tuyết Nguyễn ơi. Thực ra không phải Hoài lên lâu đâu mà tại vì các chị nhà mình vẫn đang chốt đơn nên là Hoài chưa có qua mẫu. Rồi ok chị bé Pin Hoài chốt DA3 màu xanh đen cho mình này. Em cảm ơn chị Trang Đỗ nha. Bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của chị mình thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới các chị ha. Tại vì nhiều chị kêu là qua lên mẫu lâu quá nhưng mà thực ra không quá lâu đâu các chị ơi. Một mẫu cho Hoài đứng tầm 5 đến 10 phút thôi mà. Tại vì là sản phẩm thì còn rất nhiều và thời gian cũng còn rất nhiều phía sau nên các chị đừng hối Hoài quá nha. À, hoan hỉ giúp em tại vì bây giờ sẽ mời Như tiếp tục qua đầu mới này. Gần qua mẫu thì lại lên đơn nhưng mà thôi bây giờ mình qua mẫu mới đi. Còn chị nào thích mẫu này thì tí nữa mình có thể kéo lại livestream mình xem lại giúp em nhá. Dạ rồi, bây giờ là em Như sẽ qua cho mình một cái chiếc đầm nè. Trời ơi nhìn nè các chị ơi, một em đầm rất là công chúa luôn. Em đầm trắng kiểu là nó sẽ lên những cái họa tiết hoa vàng nha. Và những em thấy là những chiếc hoa này là đều là thêu hết các chị ơi. Thêu thủ công và thêu rất là tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ luôn. Cho nên là chị yêu nào mình ưng ý cái này thì mình tranh thủ mình lên đơn liền cho em Như nha. Rồi em chào cả nhà yêu nè. Chị yêu nào thấy cái đầm này xinh thì có thể comment bên dưới giúp em là váy xinh nè hoặc là đầm xinh cũng được nha. Rồi mình chấm bài mình chia sẻ like giúp em Như nha cả nhà yêu ơi. Bây giờ là các chị xem cho em nè, với màu đầm như thế này thì các chị nghĩ là mình có thể mình mặc đi đâu được nè, mình mặc đi chơi hay là đi dạo phố nè, hay mình đi công việc cũng được nha, rất là dễ mặc luôn. Tông màu trắng như thế này, form đầu này sẽ rất là một cái lựa chọn em nghĩ là rất là đáng luôn, tại vì nó sẽ không có bị lộ ra khuyết điểm nhiều. Bây giờ em báo mã sản phẩm cho các chị yêu nhà mình luôn nha. Rồi mã sản phẩm của em nè là DA4 giúp em với giá gốc là 795.000, bây giờ em sẽ sale cho các chị 5% là còn 398.000 giúp em thôi cả nhà ơi. 398.000 mã DA4 giúp em nha cả nhà. Đây, ngắm giúp em nè, em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem cái form đầm này. Khi mà các chị mặc á, cảm giác là người của mình rất là thon và kiểu dễ thương á. Cái form của mình là nó hơi baby doll một xíu, cho nên mình mặc lên nó không có bị lộ khuyết điểm. Ví dụ như chị nào ở phần bắp tay của mình là bắp tay nó hơi to một xíu nè. Đó, mình nhìn cho em nha. Nó sẽ có độ phồng tự nhiên như thế này thì mình mặc lên nó không hề là gọi là bị lộ khuyết điểm luôn. Chị nào ưng ý với cái mẫu này thì mình có thể nhanh chóng lên đơn giúp em là DA4 kèm cho em màu và số điện thoại nha. Em chào chị Lizori nè, hello. Em chào chị Sương Bi nha. Ơi hàng thơ xịn sò thế mát. Đúng rồi chị yêu ơi, cái này là chị phải chốt liền giúp em nha. Cái mã DA4 này của em thì em nghĩ là chị nào cũng nên có một em đầm trắng xinh xinh như thế này để mà mình mặc đúng không nè. Chị có giá là 398.000 thôi. Đó, mình nhanh chóng để lại cho em là mã sản phẩm kèm giùm em số điện thoại. Mẫu này thì em chỉ có duy nhất một cái tông màu trắng thôi cả nhà, cho nên mọi người không có cần phải lăn tăn mà suy nghĩ là mấy màu hay là mình mặc cái màu này có hợp không. Tại vì cái form đầm trắng như thế này thì em nghĩ là chị nào cũng có thể mặc được. Màu trắng trong nó sẽ dễ thương hơn, nó sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều luôn. Cho nên chị nào ưng ý thì mình nhanh chóng mình để lại cho em là mã DA4 kèm giùm em số điện thoại nha. Rồi, có biết là có chị yêu nào mình vào live mình muốn chơi game thì mình để lại cho em một cái comment nhé. Mình tag giúp em 3 người bạn vào và mình chia sẻ like giúp em 3 lần và ở chế độ công khai lên trang cá nhân của mình giúp em nha. Nhiều khi là em đứng đây á các chị, cái máy của em nó không có đọc được comment, nó thiếu sót được cái comment nào của chị nào á thì mình thông cảm giúp em Như nha. Còn nếu mà các chị nào mình ưng ý với cái mẫu đầm của em á thì mình nhanh tay mình để lại cho em là mã DA4 liền. Rồi, không biết là có chị nào đặt hàng chưa đây, DA4 kèm số điện thoại giùm em. Nếu mà mình muốn em tặng quà hoặc là chơi game tiếp á thì mình có thể comment bên dưới luôn. Tại vì nhiều khi em không biết là mọi người ý của mọi người thế nào, là muốn là lên like luôn hay là chơi game tiếp á cả nhà. Trời, cái đầm này dễ thương quá các chị ơi.
ơi, những mặt mẫu này xinh ha, cảm giác rất là trẻ trung luôn. Chị nào mình có thể phối cho em là một cái đôi sneaker cũng được, nó sẽ năng động hơn, nó sẽ cá tính hơn rất là nhiều. Mình mặc cái mẫu này em cảm giác là mình đi dạo dạo các chị, ở trong nó rất là tươi trẻ nha, nó nhí nha nhí nhạnh lắm luôn cả nhà ơi. 398.000 với mẫu sản phẩm này, tại vì em nghĩ là một em đầm đang sale với giá 50%, các chị mua trên hai sản phẩm em sẽ miễn phí ship hoàn toàn luôn. Thành ra mình cố gắng mình đặt hàng, mình đặt được mẫu nào rồi mình thêm đặt thêm một mẫu nữa để được free ship luôn nha cả nhà nha. Rồi bây giờ các chị quay lên cho em là DA4 kèm cho em số điện thoại luôn nha các chị yêu nha. Cái phần tay của mình nó sẽ có bao trùm như thế này, cho nên cái độ bao phòng của mình á rất là tự nhiên luôn. Những cái họa tiết hoa màu vàng như thế này là họa tiết hoa nhí các chị yêu, là thêu hết luôn, nhìn nó rất là cưng các chị ha. Những cái họa tiết hoa màu vàng nhí 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 điểm xuyến lên trên em đầm trắng, và có một cái phần bèo ở bên phần vai của mình đó các chị. Đây, mọi người nhìn cho em phần đằng sau như thế này nha mọi người nha. Cái cổ của mình nó thuyền xuống rất là xinh luôn. 398.000 với cái mẫu sản phẩm này thì em nghĩ là chị nào cũng nên sở hữu giúp em. DA4 kèm số điện thoại giùm em. Rồi cả nhà ơi, mình đặt hàng mình nhớ lên giùm em mã kèm số điện thoại giùm em nha. Các chị yêu nào mình đang theo dõi like của em á các chị, thì mình có thể tranh thủ mình chấm like, mình tương tác lên giúp em nha, để em biết là cái comment của các chị nó không có bị ẩn nha cả nhà nha. Rồi, tranh thủ lên cho em là gì? DA4 này cả nhà ơi, xinh quá trời luôn. Rồi không biết là các chị ngần ngại gì mà mình không đặt cái mẫu này nữa nè, nhìn nó rất là cưng luôn á cả nhà ơi, nhìn xinh quá trời. Form đầm này thì em thấy là chị nào mình có khuyết điểm nè, mình mình mặc những cái mẫu đầm khác á, mình sợ nó bị lộ khuyết điểm, hay là có những cái tông màu nó không có đúng với cái ưng ý của mình á, thì mình nên lấy giùm em cái mẫu này. Tại vì em thấy là với cái tông màu trắng như thế này và cái form dáng kiểu xòe nhẹ nhàng á các chị, thì nó sẽ là một cái lựa chọn tối ưu nhất, một cái lựa chọn tốt nhất cho cả nhà mình. Ai mà mặc cũng được hết trơn á mọi người. Em thấy là với cái mẫu này các chị cũng có thể đi làm cũng được nè, tại vì nó cũng không có hở hang gì, mà cái tông màu của mình cũng rất là nhẹ nhặn luôn, nó không phải là tông màu chói, tông màu sáng quá gì hết, cả nhà yên tâm giúp em. 398.000 giúp em nha cả nhà nha. Dạ rồi, em như là cao 1m6 giúp em nha. Mình cần hỗ trợ đơn hàng thì mình có thể lên cho em là hỗ trợ đơn hàng kèm giúp em số điện thoại, sau đó các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ em tư vấn size số cho mọi người nhiều hơn nha. Rồi còn bây giờ là chị nào ưng ý cái mẫu này nữa thì nhanh tay chốt đơn cho em như là DA4 kèm cho em số điện thoại. Với những cái sản phẩm là có một màu như thế này thì chắc là em như sẽ like tầm 2 phút nữa thôi, tại vì em chỉ có đúng một cái tông màu trắng duy nhất thôi, cho nên em sẽ tư vấn những cái chi tiết nào mà em mặc trên người em cảm thấy nó ok, em truyền tới mọi người để mọi người có thể cảm nhận được. Tại vì đây là một cái live stream trực tiếp thì các chị có thể thấy được cái sản phẩm nó trực tiếp nè, những cái chi tiết từng đường kim mỗi chỉ là mọi người xem được hết đúng không, là chỉ có ở các chị là thích hay là không thôi. Chứ về giá cả hay là về chất liệu thì mọi người yên tâm, tại vì cái thương hiệu mát của mình là đã có trên thị trường là hơn 15 năm rồi, và những cái sản phẩm mà em đang bán này là đều có tại cửa hàng này hay là những cái trang thương mại điện tử của mọi người là đã có rồi. Bây giờ trong cái live stream này là hình như là số lượng của em nó cũng không có nhiều, các chị mình cố gắng mình đặt hàng ngay trong live để mình được giảm cái giá là 50%, tại vì đến với cửa hàng thì cũng không có cái giá này nữa cả nhà, cho nên là ưu đãi ở trong live có, mà ngoài live thì cũng có cái ưu đãi khác. Bây giờ chị nào chốt nữa thì lên cho em là DA4 kèm giúp em là số điện thoại nha. Mình đặt hàng mình cho em xin mã kèm số điện thoại giùm em là có đơn nha. Em đang mặc size S nha chị Lê Kim Ngân nha. Rồi mình về size số kích cỡ thì mọi người cứ yên tâm, tại vì bên em là có hệ thống, các bạn nhân viên sẽ tư vấn size, sau đó là sẽ chốt đơn cho mọi người, chứ em chưa có thể nào mà gọi là gửi hàng đi liền đâu. Các chị yên tâm giúp em, mình mua hàng của nhà mát thì mình được kiểm tra hàng trước khi nhận nữa, cho nên cứ chị cứ yên tâm mà chốt đơn cho em. Mình để lại cho em là DA4 kèm cho em số điện thoại là có đơn nha. Cái này là bạn lại bạn mẫu like bao, bạn đang like D4 cao bao nhiêu? Em cao 1m6 nè, 70kg có vừa không shop? 70kg hả? Cái này là em 70kg chắc không vừa rồi, tại vì em không có size lớn á người đẹp ơi. Rồi, các chị yêu ơi, mình có thể nhanh tay mình để lại cho em là DA4 kèm giúp em số điện thoại giúp em nha. Cái này chỉ có 398.000 thôi, tại vì cái giá gốc của em là tới 795.000 đó cả nhà ơi. Bình thường là em bán 795.000 là các chị đã mê rồi, tại vì với những chiếc đầm nhìn đơn giản basic như thế này, nhưng mà khi các chị mặc lên trông rất là dễ thương nè, trông rất là đáng yêu và trông rất là trẻ trung như thế này, thì ngày hôm nay nhân cái gì mà em đang sale với giá cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ sốc, chỉ còn lại là 398.000 thì mình nhanh tay mình đặt hàng giúp em nha. Rồi, còn em còn những cái phần quà ở đằng sau lưng em rất là nhiều luôn, để em đưa lại một xíu nè.
những cái chiếc áo thun gân như thế này các chị yêu ơi, mình có thể phối được với rất là nhiều kiểu nha, với là sneaker, với dạng là quần jean nè, hay là chân váy cũng được luôn, đi chơi đi làm gì cũng được cả nhà. Em còn tặng cho mọi người là những cái kiểu quần quần short như thế này các chị yêu ơi. Đó, những cái phần quà hấp dẫn như thế này sẽ được tặng đến tay của các chị nếu mọi người là yêu thương nè, ủng hộ và chia sẻ like, tương tác nhiều với em Như nha. Còn bây giờ là chắc là em Như sẽ chuẩn bị em chuyển qua tiếp một mẫu sản phẩm nữa. Chị yêu nào mà mình chưa lên đơn thành công, mình nhanh tay mình để lại cho em cái mã là gì? DA4 kèm cho em số điện thoại là được nha. Em chỉ có đúng một tông màu trắng thôi, mọi người nhanh tay chốt đơn liền giúp em. 398.000 giúp em nha cả nhà yêu ơi. DA4 giúp em nè các chị. Em có bỏ sót ra các comment nào thì mọi người thông cảm giúp em Như nha. Còn bây giờ chắc là em sẽ qua tiếp một mẫu sản phẩm nữa, mọi người tranh thủ chốt đơn giùm em Như nha. Sản phẩm mới nha, tiếp tục này các chị nhà mình, tại vì là sản phẩm phía sau còn rất là nhiều nên bây giờ thì Hoài và các bạn nhà mình sẽ like nhanh hơn một xíu nha. Cái sản phẩm này như các chị mình thấy này, nãy giờ thì Hoài lên tông màu trầm thì các chị rất là nhiều, nhưng mà bây giờ Hoài sẽ lên một chiếc đầm màu tươi hơn một xíu, đó là tông màu đỏ nha. Đầm này mã sản phẩm cho em Hoài, mã sản phẩm cho em sẽ là DA5 các chị nhá. DA5 với mức giá chị em Hoài sẽ là 625.000, thì hiện tại em đang có mức giá giảm cho các chị em mình chỉ có là 348.000 các chị nha. 348.000 là mẫu đầm của Hoài đang mặc, với hai tông màu để các chị nhà mình lựa chọn, đó là tông màu đen và tông màu đỏ nha. Đen phối nền trắng phối đen này, và cho em Hoài là nền trắng phối đỏ, với mức giá cho em Hoài siêu ưu đãi chỉ có là 348.000 thôi. Và đầm này đang có đầy đủ size nha. Sao được tặng quà ám á? Chị yêu ơi, chị Nguyễn Đức ơi, cứ chia sẻ livestream cho Hoài thật nhiều này, chia sẻ livestream, tag bạn bè vào xem livestream nha. Lượt chia sẻ tăng thì Hoài sẽ bắt đầu tiếp tục chơi mini game để các chị mình sẽ nhận được quà nhá. Rồi lên ngay mã sản phẩm kèm loại cho em Hoài nha. Rồi ok chị yêu ơi, chốt ngay cho em là DA5 kèm loại cho em Hoài trên cùng một dòng comment. Mẫu này em sẽ tư vấn size các chị mình nha. Chất liệu cho em Hoài sẽ là von cát các chị ha. Và đầm này cho em thiết kế cho mình là form cổ, cho em sẽ là form cổ u cách điệu ạ. Phần tay cho mình sẽ là phần tay có bo chun giúp em Hoài nha. Phần tay có bo chun này, có lớp lót bên trong cho Hoài luôn. Mặc siêu mát, mặc đi làm, đi chơi và đi tiệc chị em Hoài đầm này đều rất là xinh. Chị nào quan tâm mẫu DA5 nhanh tay chốt đơn các chị yêu nha. Hôm nay có mức giá siêu mềm cho sản phẩm nên là mình phải chốt ở trong livestream này. Thứ hai nữa là hôm nay mua ở trong livestream sẽ được free ship các chị ơi. Mua sản phẩm ở trong live sẽ được free ship, là chị nào mà đang ở trong livestream là phải nắm bắt ngay cái cơ hội này của Mark nhá. Đây Hoài quay phía sau các chị xem, nhưng mà đầm này thì em đang mặc hơi rộng một xíu các chị mình ạ. Này em sẽ xin phép kẹp eo, chị nào mà muốn xem phía sau thì Hoài cũng có thể quay các chị xem được nha. Phía sau kèm cho Hoài dây kéo khóa này. Form này cho em thì không khó mặc đâu, che khuyết điểm rất là tốt cho em Hoài. Chất liệu cho em Hoài sẽ là lụa cát, kiểu như von cát nha chị Nguyễn Đức ơi. Chất liệu cho em Hoài sẽ là von cát nhá, thấm hút mồ hôi, mặc cực kỳ nhẹ cho em Hoài. Và form đầm này sẽ là form đầm ở trên gối nha. Hoài đang cao 1m6 các chị mình ha, và em đang mặc ở trên gối này. Các chị mình cũng không sợ là form đầm này quá ngắn đâu, đặc biệt là đầm này em có lớp lót bên trong nên là các chị mình mặc siêu thoải mái giúp Hoài nha, không sợ bị mỏng quá. Rồi ok, chị yêu nào mà quan tâm mẫu này này hoặc là cần tư vấn size thì mình cứ comment, Hoài sẽ tư vấn kỹ. Đầm này thì che khuyết điểm siêu tốt luôn các chị nha. Hai tông màu đều rất là dễ mặc. Và nhà Mark thì liên tay bồng cho các chị mình khá là nhiều, có nghĩa là đa phần là đầm tay bồng. Thì đầm tay bồng cảm giác là cái phần tay của mình nó sẽ được che khuyết điểm hoàn toàn. Ví dụ phần cầu vai của mình này, con gái mà ví dụ phần cầu vai mình hơi tròn trịa xíu mình hay ngại ấy, mình hay không có kiểu như tự tin mặc những cái mẫu đầm hay là mẫu áo 2 dây, thì lựa chọn cho em Hoài cái ok nhất thì đó là áo tay bồng hoặc là đầm tay bồng các chị nha, sẽ che khuyết điểm tốt cho Hoài. Họa tiết này thì họa tiết hoa nhí là một trong những họa tiết mà được các chị mình cực kỳ ưa chuộng luôn. Thì chị nào quan tâm đầm DA5 này nhanh tay chốt đơn nha. Hoài để gần các chị xem họa tiết này rất là sang. Và phần phía trước ngực cho em thì có phần rúng nữa để tạo cho em Hoài cái hiệu ứng, đó là cảm giác cái bầu ngực của mình nó sẽ tròn đều hơn và ăn gian với các chị nhà mình rất là nhiều. Chị nào mà có phần vòng bột của mình hơi khiêm tốn thì mình cũng không ngại mặc những mẫu đầm này nha, tại vì che khuyết điểm cho em Hoài rất là tốt ạ. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số Hoài cho em Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công nhé. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn ạ. Rồi mẫu đầm này thì mình sẽ chốt nhanh các chị mình nha. Hoài sẽ chốt cho các chị mình 2 phút mẫu đầm này thôi ạ. Rồi hiện tại là đang ở phút thứ 35 rồi, và phút thứ 37 thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu khác nha. Đầm xinh quá, em cảm ơn chị Lê Kim Ngân rất nhiều này. Mê đầm hoa nhí của Mark lắm. Em cảm ơn chị Sương Pi nha. Chị yêu ơi, nếu như mà mình mê đầm của nhà Mark này, mình tag bạn bè, mình chia sẻ livestream cho Hoài đi không ạ? Thả tim thả like cho Hoài thật nhiều nha, để em có động lực lên hàng
mới này, và em kiểu như là phía sau còn rất là nhiều mẫu đầm nữa và nhiều mẫu set đồ nữa, nên là mình cứ ở trong livestream cùng Hoài tới cuối nha. Quà phía sau thì còn rất là nhiều, nên là các chị nhà mình cứ tương tác cùng Mark thật nhiều ạ. Đầm xuông hôm nay có sale không? Có chị ơi, hôm nay đầm xuông rất là nhiều nha. Hôm nay sẽ có đầm xuông này, sẽ có chân váy này, sẽ có vest này, sẽ có quần tây các chị ở trong livestream, nên là mình không ngại việc lên đơn nha. Các chị nhà mình nếu như mà sản phẩm này chưa là sản phẩm mình ưng ý, chưa có hợp nhãn với mình thì cứ ở trong livestream cùng Hoài đi. Tại vì xíu nữa Hoài vẫn còn rất là nhiều sản phẩm ở trong live cho các chị mình ạ. Hoài còn cực kỳ nhiều sản phẩm ở phía sau nha, nên là mình cứ tương tác cùng Mark thật nhiều đi ạ. Sản phẩm phía sau em còn rất là nhiều, nên là chị yêu nào thích đầm xuông thì chờ Hoài một xíu xíu, em Hoài sẽ lên đầm xuông cho mình nhá. Rồi chốt mã cho em DA5 đây các chị yêu ơi. DA5 kèm màu kèm ngoại đỏ cho Hoài hoặc là với màu đen nha. Mức giá em báo lại cho mình sẽ là 348.000, kèm chia sẻ livestream hôm nay mua 2 sản phẩm sẽ được free ship. Và mức giá này là đã là mức giá giảm 50% rồi. Nắm bắt cái cơ hội này các chị yêu nha. Nhớ là chia sẻ livestream để có ngay mức giá giảm cho em Hoài ạ. Còn chị nào muốn chơi mi game thì cứ ở trong live cùng Hoài nha. Xíu nữa Hoài sẽ tiếp tục chơi mi game này. Chị nào cần tư vấn size thì mình cứ comment và tư vấn size giúp comment cho em Hoài mã sản phẩm kèm ngoại. Tí nữa em sẽ tư vấn size cho các chị nhà mình kỹ, hoặc là nếu như mà trong cái livestream này Hoài có bỏ lỡ cái comment nào thì sẽ nhờ các bạn nhà mình gọi điện và tư vấn sau cho các chị mình nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ chốt cho mình 1 phút cuối nha. Mẫu đầm này Hoài như đã hứa thì phút 38 Hoài sẽ qua mẫu, thì Hoài sẽ chốt 1 phút cuối và sau đó Hoài sẽ mời Như qua mẫu mới luôn. Là chị yêu nào mà đang thích cái đầm của Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt đơn này. Xíu nữa mình sẽ tiếp tục qua một cái đầm rất là xinh. Chị nào mà thích đầm form hơi, form dáng dài chị em Hoài này thì tiếp tục là mình sẽ có một chiếc đầm form dài quá gối nha. Nãy giờ thì hình như là chưa có lên mẫu đầm nào quá gối đúng các chị yêu. Bây giờ Hoài sẽ tiếp tục lên cho các chị nhà mình một mẫu đầm dài quá gối siêu sang và siêu dễ thương luôn. Thì bây giờ không để các chị mình phải kiểu như là tò mò nữa thì Hoài sẽ mời Như tiếp tục qua mẫu mới cho các chị nhá. Dạ rồi đây các chị ơi, em sẽ quay cho mình một em đầm qua gối như thế này. Với những cái em đầm qua gối này thì em thấy là các chị ai mình mặc cũng được, nó sẽ che được rất là nhiều khuyết điểm á. Ví dụ như là chân của mình nó hơi vòng kỳ hay là có những cái khuyết điểm nhiều á thì mình mặc những em đầm qua gối, thứ nhất là nó che khuyết điểm, thứ hai là làm form dáng của chị ở trong đó nó sẽ cao hơn nha. Rồi bây giờ là em sẽ báo mã để các chị chốt đơn liền cho em mã sản phẩm này. Với mã giùm em là DA6 giúp em. DA6 giá gốc là 695.000, ngày hôm nay là mình được sale tới 50% là chỉ còn bao nhiêu, 348.000 giúp em Như nha. Với chất liệu là tơ xước á cả nhà ơi. Em sẽ đứng lại gần một xíu để các chị có thể thấy được nha. Từng cái sớ vải của mình đó các chị, nó rất là đẹp luôn. Mình nhìn vào cảm giác cái tông màu cam này của em mình mặc lên cái rất là trắng da luôn nha cả nhà. Và em sẽ có một cái đường nút chạy từ trên xuống dưới như thế này để nó tạo thêm cái điểm xuyến. Cái phần tay của mình nó sẽ có độ là phồng nhẹ như thế này nha các chị yêu nha. Thành ra là chị yêu nào là bắp tay của mình to hay là bắp tay của mình thô á là các chị đều mặc được hết giúp em. Mẫu này sản phẩm của em là chỉ có 348.000 thôi thì em nghĩ là chị yêu nào cũng nên có. Chất liệu tơ xước này của em là bên trong em có cái lớp lót nữa, thành ra nó không có bị mỏng á, mình yên tâm mà mình chốt đơn giúp em nha. Mẫu này là em làm kiểu qua gối như thế này này, thành ra là các chị mà mình làm dân văn phòng công sở nè, mình đi chơi đi tiệc đều mặc được giúp em Như nha. 348.000 rất là xinh luôn. Mà sản phẩm là DA6 giúp em. Em sẽ có 3 màu cho mình luôn nha cả nhà nha. 3 size và 3 màu. Màu em Như đang mặc là cái tông màu cam, còn em sẽ có 2 tông màu, một cái tông màu xanh kiểu tông màu xanh min đó cả nhà, với một tông màu trắng. Các chị có thấy ở những cái vòng eo của mình sẽ có những cái đường chít ly như thế này không? Khi mà lên những cái form chít ly như thế này, nó sẽ cảm giác cái vòng eo của mình ở trong nó sẽ gọn hơn, nó sẽ nhỏ hơn và nó cũng làm cho mình cảm giác nó sẽ có điểm xuyến hơn đó cả nhà. Và mình thấy là với cái tông màu này và những cái sản phẩm như thế này thì các chị mặc nó kiểu đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà không có kém phần sang trọng nha. Ví dụ mình có thể đi tiệc thì mình phối cho em thêm vài cái phụ kiện nữa là ok nè. Còn mẫu này mình đi làm cũng được này, hoặc là các bạn học sinh sinh viên á, mình cũng có thể mặc em đầm này để đi học luôn. Tại vì với chuyện em đầm dài qua gối này kiểu basic nhẹ nhàng á thì mình có thể rất là dễ phối đồ á mọi người. Rồi lên cho em Như là DA6 kèm cho em số điện thoại luôn. Ôi mẫu này xinh quá nè mọi người ơi, các chị ơi tranh thủ chấm mài chia sẻ like giúp em Như nha. Khi mà em thấy các chị có lượt tương tác nhiều là em sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị luôn và ngay. Rồi bây giờ này chị nào lấy mã DA6 này của em Như thì nhanh tay lên đơn sớm giúp em nha. Trời ơi, mẫu này xinh quá
luôn nè mọi người ơi. DA6 giúp em nha. Bây giờ là giá, đúng rồi, giá mua để dành Tết kìa. Trời ơi, Tết còn lâu lắm luôn á. Bây giờ là cái chị mua phải mặc liền cho em, tại vì cái giá gọi là giá quá ok đúng không người đẹp. Thì mình phải mua mà mặc liền cho em đi. Có 300 mấy một em đầm như thế này à. Mọi người nhìn cho em nè. Cái chất liệu tơ xước của mình lên rất là đẹp nha. Mọi người sẽ thấy được cái từng đường xước của cái vải áo của mình luôn. Thành ra mình mặc lên form đầm á, mình nhìn vào mình cảm thấy nó rất là lạ hơn với những cái chất liệu khác. Mẫu này của em thì em sẽ có 3 size S, M và L cho mình. Chị nào mình chưa biết mình mặc size số gì, có thể là để lại cho em là xin chiều cao cân nào, em sẽ tư vấn size cho cả nhà. Đây, mình nhìn cho em cái form đầm nha. Cái tông màu em mặc kiểu cái tông màu đỏ cam mà các chị mình mặc lên cực kỳ trắng nha. Tại vì nhiều khi em sợ là các chị thấy cái form đầm màu này á, mình mặc lên nó không có bị gọi là nó bị kén da thì không có. Em như là da ngâm mà em như mặc lên cảm giác cái tông da của mình nó bật sáng lên rất là nhiều. Còn nếu mà các chị thích an toàn hơn, có thể lấy cho em cái tông màu trắng hoặc là một cái tông màu xanh min. Cái tông màu xanh min này là một cái tông màu đang cực kỳ hot hit luôn, mặc lên kiểu rất là trẻ trung nè, rất là năng động và dễ thương luôn nha mọi người nha. Ba màu và giá chỉ có là 348.000 giúp em như thôi. DA6 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Em có 3 size, nếu mọi người muốn có thể kèm cho em cái size luôn nha các chị nha. Rồi bây giờ chị nào chốt đơn thì nhanh tay để lại giùm em nè. DA6 này của em các chị nhớ là để lại cho em màu và size giúp em nha. Dạ hôm nay em lên nhiều mẫu lắm luôn á cả nhà ơi. Mơ đầm Hoài Nhi của mát lắm. Em cảm ơn tình yêu Sương Bi nè. Hôm nay có sale đầm xuông không? Đầm xuông hãy kêu đẹp. Hôm nay thì đầm xuông thì em sẽ không có rồi, nhưng mà em sẽ có lên áo vest nè, đầm Hoa Nhí rồi là quần ống rộng, là những cái mẫu sản phẩm cũng rất là dễ mặc á. Cho nên mọi người cứ xem like để mình xem thử là có cái mẫu sản phẩm nào mình ưng ý hay không. Và em có giá sale cực kỳ sốc gần cuối like nữa, cho nên mà nhớ xem like đến cuối giúp em nha. Còn bây giờ là chắc là tầm 2 phút nữa là em như chuyển qua mẫu rồi. Chị yêu nào chốt cái mẫu này chắc là em qua luôn á mọi người, chứ không là không, giá này á, em đứng lâu là cũng không có hàng để mà lên cho các chị yêu nữa. 348.000 mà DA6 giúp em như. Một form đầm rất là đơn giản nhẹ nhàng này, mọi người có thể mặc đi chơi đi làm đều được giúp em nha. Hoặc là các bạn đều đi học á, mình mặc cái mẫu này cũng được nữa. Tông màu này mình lấy cho em là tông màu cam nè, tông màu trắng và tông màu xanh min cực kỳ dễ thương luôn. Chị có giá quá hời luôn mọi người ơi. Giá gốc là 695.000, ngày hôm nay em lên chỉ còn là 348.000 một em đầm như thế này. Bây giờ chị yêu nào có thì lên đơn sớm cho em là DA6 nha. Em có lên nhiều mẫu á, mình đợi một xíu mình xem thử là có ưng ý không thì mình đặt nha. Tại vì nhiều quá em cũng không nhớ hết các chị yêu ơi. DA6 này em có size số cho mình á, mình yên tâm giúp em nha. Cái tông màu của em đang mặc á, nó rất là tôn da luôn á cả nhà. Thành ra mình có thể lái luôn cho em ít nhất là 2 tông màu này, màu trắng với màu cam hoặc là màu trắng với màu xanh cũng được. Rồi bây giờ là em sẽ để cho mọi người nhìn kỹ là form đầm em đang mặc DA6 này. Rồi em như chuyển qua tiếp một mẫu sản phẩm nữa nha. Đây, DA6 với chất liệu tơ xước 3 tông màu và giá 348.000 giúp em như nha cả nhà ơi. Chị yêu nào lấy thì lên cho em là DA6 kèm màu kèm size và kèm giùm em số điện thoại là có đơn. Bây giờ em sẽ qua tiếp một mẫu sản phẩm nữa, tại vì ngày hôm nay em rất là nhiều mẫu, em sẽ qua nhanh cho các chị yêu nhà mình luôn, cho nên mọi người nhanh chóng đặt hàng để lại cho em thông tin nhé. Rồi em sẽ qua mẫu luôn nha cả nhà nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua một cái mẫu mới nữa cho tất cả các chị mình nha. Hoài sẽ tiếp tục qua một cái set mới các chị mình ha. Nãy giờ thì nhiều chị đã rất là hóng vest rồi. Bây giờ Hoài sẽ lên một cái mẫu vest mới cho các chị mình ạ. Mẫu này thì hiện tại đang có một cái mức giá giảm cũng khá là mềm cho các chị mình nha. Áo trong này, một cái mẫu chân váy này kèm cho Hoài một mẫu vest và tất cả đều có cho mình rất là nhiều màu. Bây giờ Hoài sẽ đọc mã luôn cho các chị mình để mình săn cái mẫu này ngay cho em Hoài nha. Mẫu áo khoác của em Hoài đang mặc, mẫu sản phẩm cho em Hoài sẽ là AK15 các chị nha. AK15 thì chắc là bây giờ mình sẽ dành thời gian để giới thiệu từng sản phẩm đi. Tại vì bây giờ nếu như mà giới thiệu cùng một lúc thì Hoài đang sợ là nó sẽ bị rối với các chị em mình. Hoài sẽ giới thiệu trước mẫu AK15 nha. AK15 mình sẽ có màu da và màu cho em Hoài đó là màu xanh dương nha. Màu hiện tại chị em Hoài á, thì cái màu da em đã lẻ size chỉ còn size M rồi. Còn cái màu xanh dương thì chỉ còn duy nhất đó là size M thôi các chị ơi. Mẫu sản phẩm rất là đẹp cho em Hoài, với mức giá của sản phẩm sẽ là 595.000. Và em đang giảm trực tiếp cái mẫu áo khoác vest này chỉ còn cho các chị nào mình đó là 357.000 nha. Với chất liệu
thiệu cho em Hoài sẽ là cô tông cao cấp này, áo vest chuẩn cho Hoài luôn, có độn cầu vai và sẽ có lớp lót bên trong các chị nhá. Mình ngắm cho Hoài màu xanh dương và tông màu be Hoài đang mặc. Mẫu này thì sẽ có hai túi hai bên là hai túi thật các chị mình ạ. Form này thì nhà em may theo kiểu thứ nhất là theo kiểu dạng blazer để cảm giác là nó không có bị đứng quá hay là cũng không có bị kiểu đứng tuổi các chị mình. Là nhà em không có làm cái form kiểu như là quá dày dặn hoặc là quá đứng cho các chị mình, là may vest theo kiểu dạng blazer để các chị mình có thể khoác với váy này, khoác với quần tây này, khoác với kể cả là với một cái set chân váy như Hoài đang mặc cũng rất là xinh nha. Mức giá Hoài báo lại cho các chị mình là chỉ có là 357.000. Hôm nay sẽ sở hữu ngay được chiếc áo vest của Hoài đang mặc nha. Lên mã sản phẩm thì nhớ bổ sung số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment các chị em mình nhá. Lên ngay cho em là AK15 kèm số điện thoại ạ. Rồi các chị nhà mình đang quan tâm mẫu áo bên trong thì Hoài cũng sẽ giới thiệu luôn, nhưng mà bây giờ trước khi mà Hoài giới thiệu nguyên set á thì chắc để các chị em mình ngắm cái form thật là chuẩn chỉnh cho Hoài luôn nhá. Đây ạ. Form rất là đẹp, mình có thể là mặc đi chơi, đi làm và kể cả là đi dạo phố. Tại vì sao các chị mình nhá, đối với vest thì mặc lên cực kỳ sang và cảm giác rất là uy tín. Chị nào mà đang chuẩn bị đi ký hợp đồng ạ, hay là mình đang làm thư ký này, mình đang làm nhân viên văn phòng này, thì vest là một trong những sản phẩm Hoài nghĩ là không thể nào thiếu được đâu các chị yêu ha. Và cái mẫu chân váy của Hoài đang mặc là một cái mẫu chân váy kiểu như phối ren rất là sang cho Hoài luôn. Thì mẫu chân váy này Hoài đang có mức giá giảm cho các chị mình rất là ưu đãi. Và trước khi cái mẫu các chị mà nhiều chị quan tâm áo thì chờ Hoài một xíu nha. Áo hôm nay có mức giá rất là mềm và em đã ghim lên trên màn hình rồi đấy ạ. Nhưng mà Hoài sẽ giới thiệu trước chân váy nha. Chân váy thì mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là VA7 các chị nhà mình nhá. VA7 là chân váy của Hoài đang mặc với mức giá cho em Hoài là 455.000 và đang giảm trực tiếp chỉ còn 223.000 các chị ơi. 223.000 và chân váy đang có rất là nhiều màu nha. Chân váy thì Hoài có nhiều màu lắm các chị mình ơi. Em này lên kiểu dạng mà gần giống như là gấm vậy các chị mình, rất là đẹp. Vải của MAC thì chắc là các chị mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu, vải siêu đỉnh cho Hoài luôn. Và mình đang có tới 3 tông màu cho các chị mình nha. Màu Hoài đang mặc là tông màu trắng này, màu vàng và màu xanh. Nhưng mà cái tông màu trắng Hoài đang mặc thì nó đang lẻ size các chị ơi. Màu trắng Hoài chỉ còn size cho mình đó là size SM thôi nha. Còn riêng những màu còn lại thì mình đang có đầy đủ size đấy ạ. Với mức giá là 223.000 mẫu chân váy này, phía dưới sẽ phối ren cho em Hoài cắt dạng laser rất là đẹp các chị mình ha. Và em sẽ có hai túi hai bên ạ. Đặc biệt mà chân váy mà có túi sâu như thế này thì chắc là em Hoài cũng thấy rất là ít shop có đấy. Và các chị nhà mình em sẽ test thử này. Đây là một chiếc điện thoại rất là bự nha. Em này là kiểu cũng là phiên bản rất là to rồi, nhưng mà bỏ mất hút cái điện thoại luôn các chị mình ạ. Rất là chị nào mà bình thường mà mình thích bỏ điện thoại này, hay là thích bỏ một vài cái vật dụng cá nhân, ví dụ như một vài ít tiền vào trong túi để mà mình dự trù, thì mình có thể là sử dụng cái chân váy rất là sang. Chân váy thì luôn có lớp lót bên trong nhưng mà không có quần bên trong các chị nha. Em này chân váy này có lớp lót bên trong nhưng không có quần bên trong ạ. Mức giá chị em Hoài chỉ có là 223.000 mẫu chân váy này thôi. Và cái sản phẩm mà đáng mong chờ nhất ở trong live thì chắc là các chị nhà mình đang thấy cái mẫu áo của Hoài mặc đang rất là đẹp đúng các chị yêu ơi. Áo hai dây nha. Áo hai dây chất liệu lụa cho em Hoài, form dây mảnh này, cổ cho em rất là cao, dạng kiểu cổ yếm đó các chị em mình. Và mức giá hôm nay thì quá là ưu đãi luôn. Hoài báo giá là các chị nhà mình nghe là kiểu như là giật mình luôn nha. Tại vì đến với MAC mà sở hữu ngay chiếc áo với có mức giá cho em Hoài là 128.000 chứ. 128.000 là thật sự là rất là hiếm luôn. Và hôm nay chị nào thích mẫu áo này chốt cho em Hoài là AD1 các chị nha. AD1 là mẫu áo của Hoài đang mặc, có cho mình tổng cộng tới 4 màu luôn các chị nha. Em đang có cho mình này, màu căn bản nhất đó là màu đen, màu Hoài đang mặc đó là màu xanh nha. Màu Hoài đang mặc là xanh này, cam này, đen và màu hồng da. Với mức giá trực tiếp cho em Hoài là 255.000. Và trong livestream hôm nay Hoài giảm trực tiếp chỉ còn cho các chị mình đó là 128.000 thôi ạ. 128.000 sở hữu ngay chiếc áo dây rất là dễ thương và cực kỳ dễ mặc cho các chị mình. Áo dây thì chắc là chị nào cũng phải có trong tủ rồi. Tại vì là khi nào mà mình cần thiết này, mình mặc hàng ngày cũng được, mặc ở nhà cũng được, mặc đi chơi cũng được. Không thì mình phối cho em Hoài với những cái sản phẩm, ví dụ như là phối với quần tây, quần jean hay là chân váy cho em Hoài, thì áo dây đều là một cái sản phẩm các chị mình ưa chuộng rất là nhiều nha. Đây Hoài đang phối với cái áo màu xanh bên trong vest các chị yêu ha. Chị nào mà quan tâm cái mẫu mã sản phẩm cho em Hoài là DA1 thì cứ chốt DA1 kèm số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment là được. Size số có đầy đủ nha. A15 chị trên mail ơi, chốt cho em Hoài là AK15 kèm điện thoại chị yêu nha.
AK15 kèm số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment. Em cảm ơn chị Trang đổ rất là nhiều này. Người đẹp vì lụa mà các chị mình ha. Nếu như không có sản phẩm của MAC thì nhìn Hoài sẽ bình thường. Hoài đi làm nhìn mắc cười lắm các chị mình ơi, nhìn mặc đồ nhìn mắc cười lắm. Nhiều lúc là cứ đến shop á là mặc đồ nhìn rất là đẹp luôn, nhưng mà ra ngoài thì lại mặc đồ rất là mắc cười. Nên là công nhận là con gái của mình biết chăm chút một xíu, biết lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình là ai cũng xinh các chị nha. Xinh hay không hay là như thế nào mình tự tin là sẽ đẹp các chị mình. Mỗi chị yêu này, tại vì là con gái mình là mỗi người sẽ có một cái nét khác nhau, không có thể nào so sánh được. Tại vì là cũng có thể là nét đẹp của mình nó không bằng những nét đẹp của chị khác, nhưng mà mình sẽ có những cái nét riêng. Và khi mà mình biết phối sản phẩm là mình sẽ có cái nét đặc trưng của mình. Và kiểu như người ta hay nói là kiểu như nét đẹp thì tùy vào con mắt của mỗi người nhìn các chị ha. Nên là mình cứ tự tin là mình sẽ đẹp nha. Các chị ạ, mình chỉ cần biết lựa sản phẩm mà phù hợp này, che cái điểm tốt cho mình là luôn luôn là mình sẽ tỏa dáng trong đám đông đấy ạ. Tại vì cái blazer này Hoài thấy đối với những gọng áo vest này nha, không phải nhất thiết là phải phối với chân váy hay là áo dây, mà mình phối cho em Hoài với váy đầm này, hay là mình chỉ cần khoác hờ cho em Hoài với một chiếc váy dây ở bên trong thôi là mình đi tiệc đã rất là sang rồi nha. Rồi, lên mã sản phẩm nhớ kèm thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công nhá. Size số các bạn nhân viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho các chị mình sau ạ. Rồi Hoài sẽ đọc lại mẫu này cho các chị mình nha. Áo chất liệu cho em Hoài sẽ là phi bóng các chị nhá. Áo chất liệu cho Hoài sẽ là phi bóng. Còn đối với cái mẫu cho em Hoài áo vest bên ngoài sẽ là chất cô tông cao cấp các chị nha. Chân váy cho em Hoài cũng là cô tông luôn, nhưng mà em này gần giống như kiểu chất liệu gấm vậy các chị mình, rất là đẹp và rất là sang. Rồi lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công ạ. Rồi em báo lại mã cho các chị mình ha, tại vì là Hoài chỉ ghim cái mẫu áo ở trên thôi. Bây giờ Hoài sẽ báo lại mẫu áo khoác của Hoài đang mặc này. AK15 là mẫu áo khoác của Hoài đang mặc, có hai màu giúp em, đó là màu xanh và màu be. Mức giá gốc sản phẩm này sẽ là 595.000 và em đang giảm trực tiếp còn 357.000 nha. Chân váy của Hoài đang mặc sẽ là VA7, mức giá cho em 455.000, đang giảm trực tiếp còn 223.000 nhá. Áo dây của Hoài đang mặc sẽ là DA1 với mức giá 255.000, giảm trực tiếp còn 128.000 ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ có 1 phút để chốt mẫu sản phẩm của Hoài đang mặc và sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên sản phẩm mới các chị nha. Chị nào quan tâm mẫu này mình cứ chốt mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài ạ. Rồi DA1 cho chị Lan Phương ạ, Hoài chốt DA1 cho chị Lan Phương nha. Chị yêu nào mà thích mẫu nào mình cứ chốt mã sản phẩm kèm số hại cho Hoài là được. Chị trên mail ơi, mình bổ sung số hại giúp em và lên mã giúp em sẽ là AK15 kèm ngoại nhá. Sai mã là lên sai khác sản phẩm đấy các chị yêu ơi. Nhà em phải lên đúng mã mình mới chốt đơn được nhá. Đây áo mình có rất là nhiều màu, chiều thích áo chốt áo ạ. Chân váy Hoài đang có cho mình 3 màu nha, xanh, vàng và màu trắng Hoài đang mặc ha các chị ạ mình. Còn áo khoác thì Hoài đang có cho mình 2 màu, đó là màu xanh và màu be nha. Chị nào thích mẫu nào mình cứ lên mã sản phẩm kèm số thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment là được. Rồi ok, bây giờ thì chắc sẽ mời Như tiếp tục qua mẫu nhá. Tại vì sản phẩm còn rất là nhiều phía sau để Hoài treo ra cái sản phẩm này ra trước nữa này. Tại vì rất là nhiều màu các chị mình ạ. Cái nên em cầm hơi vướng một xíu nha. Chị nào mà thích mẫu nào mình cứ chốt mã sản phẩm kèm số điện thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment là được. Qua mẫu tiếp theo ạ. Đây là sản phẩm vest của Hoài đang mặc nhá. Rồi ok các chị ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua đầm đi tiệc cho các chị mình ha. Dạ rồi, nãy giờ là lên ngon quá trời, phong cách đa dạng luôn đúng không chị? Đi chơi cũng có, đi làm cũng có, bây giờ là em chuyển qua một cái kiểu là đi tiệc. Trời nhìn cái kiểu này là em thật sự là bữa giờ làm không biết là các chị có đi có những cái buổi tiệc nào chưa, để mà mình có thể diện được những em đầm xinh đẹp như thế này. Em mong muốn là thời gian nó sẽ ổn định lại để các chị có thể sang gọi là diện trên người của mình những em đầm xinh đẹp như thế này. Rồi đầm này thì khỏi phải nói rồi cả nhà yêu ơi, một em đầm xuất sắc luôn đúng không này cả nhà. Bây giờ các chị yêu nhà mình phải ngắm cho em liền cái đầm này nha. Đầm này thì khỏi phải nói rồi, một cái tông màu đen này các chị ơi, thiết kế kiểu trễ vai như thế này và phối lưới nha. Nó sẽ có độ nhúng và ôm xíu vào cánh tay cho mình như thế này. Thành ra các chị khi mình mặc vào cảm giác á, nó sẽ vừa gọn nè, nó có thể là tạo thêm cái điểm nhấn á, và phối lưới á, kiểu nó sẽ ẩn ẩn hơi quyến rũ một xíu đúng không cả nhà. Nhưng mà đầm này thì nó không có hở hang, và cái phần dây của em nó sẽ có tăng đơ để mà mình điều chỉnh luôn. Mã sản phẩm của em đầm này đó chính là mã DA7 giúp em. DA7 này của em với giá gốc là 695.000 giúp em nha cả nhà. Bây giờ em sẽ sale cho các chị luôn là còn 348.000 giúp em. 348.000 với em đầm này, trời ơi các chị nhìn giúp em nha, thiết kế kiểu trễ vai, trời ơi em để một bên trễ một bên lên
Trời ơi, em mặc đồ hài hước với mọi người ơi. Một bên trễ một bên lên. Và nói chung là khi nhìn vào thì em mới nhớ lại là có thể là các chị có thể mặc lên vai cũng được, và mình mặc trễ vai cũng được nha. Tại vì thiết kế chỗ này là sẽ kiểu bo thun như thế này. Nếu mà chị nào mình không muốn hở ra cái bờ vai hờ hững như thế này á thì mình có thể là kéo lên cũng được. Còn không thì em thấy là mình cứ mặc trễ vai thế này để nó lộ cái cánh vai nhẹ nhẹ các chị, trông nó xinh xinh hơn nha. Và các chị để ý cho em Như nè, với cái thiết kế kiểu như thế này á cả nhà, thì mình mặc kiểu không có bị lộ bụng đúng không? Không có bị lộ bụng gì hết trơn á, tại vì đầm đen mà thiết kế kiểu phong xòe như thế này nữa. Mình thoải mái đi chơi ăn uống đồ thoải mái cho em luôn. Mã sản phẩm là DA7 này ngày hôm nay chỉ có giá là 348.000 thôi. Thì các chị em mình nên sở hữu em đầm này để khi mà có những cái buổi tiệc nào thì mình lên đầm liền, gọi là mình diện ngay và chỉ có bay tới buổi tiệc mà quẩy thôi đúng không cả nhà yêu ơi. DA7 này của em 348.000 với chiếc mỏ đầm đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà không kém phần sang trọng. Tại vì em thấy là đâu có màu nào mà gọi là dễ mặc hơn đúng hơn cái màu đen đúng không các chị. Bây giờ với cái tông màu đen của nhà mát này thì em nghĩ là mình nên lấy cho em luôn. Để em cái này em sẽ có là mấy màu ta, một màu hả chị, một màu duy nhất thôi mọi người ơi, một tông màu đen duy nhất thôi. Thành ra các chị nào ưng ý thì mình tranh thủ mình lên đơn sớm, mình có thể mặc lên vai như thế này cũng được, để em mặc lên vai thử cho mọi người xem như thế nào nha. Đó, các chị thích mà kiểu như là nhẹ nhàng hơn mặc lên vai như thế này cũng xinh nữa. Em thấy là tại vì khi mà phối lưới là cái độ phồng của nó rất là nhiều thế này, phối lưới các chị nhìn cảm giác là nó sẽ thấy được cái làn da của mình nữa. Thành ra mình màu đen các chị nào da ngâm ngâm một xíu cũng được, mà da trắng thì mà mặc cũng xinh rồi các chị yêu ha. Rồi tranh thủ lên đơn sớm cho em Như là DA7 kèm số điện thoại giùm em nha. Các chị nào mình ưng ý mẫu này thôi không cả nhà ơi, em chỉ có đúng một tông màu đen duy nhất thôi các chị yêu ơi, DA7 này của em. Nếu mà chị yêu nào ưng ý thì mình tranh thủ mình lên đơn nha cả nhà. DA7 này của em với giá là 348.000. Em thấy là bình thường các chị, có thể là có nhiều chị là với phong cách bình thường là cũng mặc luôn cái đầm này, không cần nhất thiết là phải đi tiệc hay đâu. Có những chị mà mình đi làm á chị, đi làm chủ yếu là để trình diễn thời trang là chính hết cả nhà. Trời ơi, ngày nào mỗi ngày là một chị áo diện một bộ đồ rất là đẹp luôn, lồng lộn luôn cả nhà ơi. Đi diễn thời trang là chính chứ không phải đi làm luôn, đi làm vì đam mê. Rồi bây giờ chị nào ưng ý có thể lấy cái đầm này mình đi chơi nè, mình đi tiệc nè hát các chị ha. Dạ đúng rồi, bên em họ có bán túi. Với những chiếc túi này là em kiểu như là mình thêm cái phụ kiện để mà trong là khi các chị mặc đồ mình có thể phối thêm điểm xuyến thêm. Khi mà về các chị khi mà mình đi chơi đi tiệc gì đó mình cũng có thể điểm xuyến thêm cho em vài cái phụ kiện, ví dụ là dây chuyền nè, hoặc là phụ kiện như là hoa tai, cũng như là những cái chiếc túi nhỏ nhỏ như thế này nha. Còn đây là em chỉ có một cái duy nhất là em mà bán cho chị xong là không có gì để mà em phối luôn á. Bây giờ chị nào mình đã vào livestream rồi mình tranh thủ mình chấm mài giúp em Như nha. Mã sản phẩm của em là DA7 nha các chị yêu nha. Em thấy chị Nhiễm con luôn tương tác này, cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Đầm tay lưới kìa mua đi. Rồi nhanh tay giúp em nha, mẫu này em chỉ có đúng một tông màu nè. DA7 nữa của em với giá là có 348.000 à các chị yêu ơi. Với giá sản phẩm này thì em nghĩ là các chị nên lấy nha. Một chiếc đầm đi tiệc bây giờ các chị mua một nhãn hàng thiết kế thì không bao giờ có dưới giá 500.000 đâu cả nhà. Mà đến ngày hôm nay nhà mát lên cho các chị là chị có giá là 348.000 thôi, thì các chị nên lấy cho em nha. Đặt hàng kèm mã kèm giùm em số điện thoại nha các chị yêu nha. Rồi tranh thủ lên chóng lên giúp em là DA7 nha cả nhà. Em chỉ like chắc tầm là mẫu này thêm một phút cuối cùng thôi rồi em qua luôn nha các chị yêu nha. Mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn nè. Những sản phẩm này em đều có size số cho mình hết, cho nên các chị yêu nhà mình yên tâm chốt đơn giùm em Như nha. Rồi bây giờ là chắc là em sẽ chuyển qua tiếp một mẫu sản phẩm nữa luôn cho mình, tại vì em còn rất là nhiều mẫu để chờ các chị nữa nha. Rồi ok, tiếp tục bây giờ qua một cái mã sản phẩm mới cho các chị mình nhá. Hoài tiếp tục qua một cái mã đầm phong suông ạ. Tại vì nãy giờ các chị mình hỏi đầm phong suông rất là nhiều, thì bây giờ Hoài sẽ lên một cái mẫu đầm phong suông để đổi cái không khí cho các chị mình nha. Mẫu sản phẩm rất là đẹp luôn các chị ơi. Đầm phong suông này hiện tại Hoài đang lên mã cho các chị mình sẽ là DA7 nha. DA7 có mức giá gốc cho em Hoài tới là 695.000, thì trong live Hoài giảm trực tiếp còn 347.000, 348.000 các chị nhá. 348.000 mẫu đầm Hoài đang mặc ạ. Với chất liệu cho Hoài sẽ là cotton, form dáng cho mình là form dáng suông dạng baby doll rất là dễ thương nhá. Một màu duy nhất cho Hoài là màu trắng nữa các chị yêu ơi. Đầm này thì mình có thể mặc đi chơi này, mặc ở nhà này,
hoặc là mặc đi du lịch cho Hải cũng được. Bobby cũng có thể bon chen được mẫu đầm này nha, tại vì form khá là rộng cho em đấy ạ. Đây Hải quay phía sau các chị xem. Đối với mẫu đầm này thì Bobby mình cũng có thể bon chen cho em Hải được luôn. Rồi lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số điện thoại cho em Hoài nha. Mỗi mẫu thì mình chỉ có cho các chị nhà mình là 5 phút để chốt thôi ạ. Thì bây giờ hiện tại mình đang ở phút thứ 60 rồi và Hoài chỉ chốt mẫu này duy nhất cho các chị mình 5 phút thôi nha. Nên là thích mẫu nào là nhanh tay chốt đơn các chị nhá. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số điện thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment. Form đầm mày cổ khá là cao nên mặc vừa kín đáo này, vừa lịch sự cho các chị nhà mình. Và form này thì Hoài đang lên cho các chị mình là trên gối nhá. Form trên gối thì không quá ngắn cũng không quá dài các chị ha. Nếu như chị nào mà ngại mặc những cái form đầm dáng xòe như này ấy thì mình cũng có thể dùng một cái bếp nhá. Mình thắt cho em Hoài ở phần eo là xinh các chị mình. Phần phía trước ngực thì mình làm cho các chị mình đó là cái phần dập ly hoàn toàn chị em Hoài ly nổi luôn. Rất là sang ở phía trước ngực và mức giá chị em Hoài hôm nay chỉ có 348.000 đồng này thôi ạ. 348.000 chốt ngay mẫu đầm Hoài đang mặc với mức giá sẽ là mẫu này cho em Hoài sẽ là DA7 kèm số điện thoại nha. DA7 kèm số điện thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công. Mẫu này cho em Hoài sẽ là DA7 chứ sao? Sao lại các bạn nhà mình lại ghim là DA9 nhỉ? Cái mẫu này là DA7 các chị ơi. DA7 kèm số điện thoại cho em Hoài trên cùng một DA9 là. Ok, mẫu này là DA9 các chị ơi, vậy là Hoài lộn rồi. DA9 kèm số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment nha. 695 giảm trực tiếp còn 347.000 ạ. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số điện thoại cho Hoài nha. Thời gian trôi rất là nhanh đấy các chị yêu ơi. Mình sẽ chỉ còn 4 phút cuối cùng cho Hoài thôi đấy ạ. Thích mẫu nào là chốt ngay mẫu đó này. Có chị nào muốn chơi game cùng Hoài các chị ơi. Nếu như mà mình muốn chơi game cùng em á, mình chia sẻ livestream thật nhiều cho em nha. Tương tác livestream này cùng em thật nhiều đi. Xíu nữa là chia sẻ mình ok, Hoài sẽ tiếp tục chơi game. Cái đầm trắng ấy rất là dễ mặc luôn. Đầm trắng là lên form này, mặc kiểu tinh khôi, trẻ trung này, nhẹ nhàng này, mặc ở nhà cũng được. Và kể cả là các chị em mình mặc đi chơi, đi dạo phố cho Hoài cũng ok. Trong cái thời tiết nóng nực như hiện tại á, thì mình em Hoài nghĩ là một chiếc đầm cô tông 2 lớp này, bên trong có lớp lót lụa cho các chị em mình mát, mặc hàng ngày cũng được. Kiểu như là phần mỡ bụng của mình có thì sẽ được che khuyết điểm hoàn toàn cho Hoài luôn. Phần tay cũng như vậy các chị nhá. Đầm này là một trong những em phải gọi là siêu đỉnh luôn. Người ta hay gọi là những cái đầm bao dung đấy các chị em mình. Đó là bao dung hoàn toàn tất cả các khuyết điểm trên cơ thể của các chị em mình ạ. Đầm này thì bầu bì bon che được cho Hoài nha. Chị nào mà có em bé cũng có thể mang được luôn. Khi mình đang có em bé mình mua đầm này mình mang này. Tới lúc mà mình sinh em bé xong rồi mình vẫn có thể mang như bình thường cho Hoài ạ. Rồi ngắm cái form này cho em nha. Lên mã sản phẩm là DA9 kèm thoại. Giờ chị Lê Kim Ngân ơi, đầm này thì Hoài chỉ có một màu duy nhất cho mình là màu trắng thôi các chị yêu nhá. Hoài không có màu khác các chị, chỉ có duy nhất một màu trắng thôi ạ. Nhưng mà cái màu trắng này tinh khôi, dễ mặc này, không khó mặc đâu các chị yêu nhá. Màu trắng là cái màu dễ mặc nhất cho em Hoài rồi đấy ạ. À chị Trang Độ ơi, mình cứ chia sẻ livestream cho Hoài thật nhiều đi. Khi nào lượt chia sẻ livestream tăng lên thì Hoài sẽ chơi mi game nha. Tại vì là tùy thuộc vào lượt chia sẻ của các chị nhà mình cao hay là thấp thì Hoài sẽ đem ra cái món quà để tặng các chị mình ạ. Tại vì bình thường ở trong live á, Hoài tặng nhiều lắm. Trong live bình thường Hoài tặng từ 2 đến 3 sản phẩm lận cơ. Nên là mình cứ chia sẻ livestream giúp em đi ạ. Lượt chia sẻ tăng là Hoài sẽ tặng quà cho các chị mình nha. Rồi đầm này cho em Hoài này chốt ngay cho em DA9 kèm thoại. Mình còn rất là nhiều mẫu ở phía sau nên là Hoài sẽ chốt nhanh mẫu đầm này nha. Các chị mình ngắm form phía sau giúp em. Em đang phối một cái mũ cói và một cái túi cói thì các chị mình đang tưởng tượng là đi du lịch đi biển đúng các chị yêu ơi. Nhưng mà nếu như mà mình không có nhu cầu đi du lịch hay đi biển thì mình mặc đầm này ở nhà xem cũng rất là xinh nha. Tại vì form đầm này kiểu form đầm Hàn Quốc giúp Hoài đấy ạ. Form đầm Hàn Quốc thì rất là dễ mặc. Lên form siêu sang cho em Hoài luôn. Lên mã sản phẩm bổ sung số điện thoại giúp em. Cái mẫu bên trong này thì không có bị mỏng đâu. Không có thể nào qua gối được đâu chị ơi. 1m57 cũng không có qua gối được đâu nha. Hoài đang cao 1m6 thì thực sự 1m57 thì chỉ chênh Hoài xíu thôi. Nên là vẫn là đầm này vẫn mặc trên gối cho em Hoài nha. Chị Pim Pim Tím ha. Mẫu này cho Hoài nếu 1m57 vẫn mặc ở trên gối giúp em. Form siêu chuẩn cho em luôn nha. Lên mã sản phẩm cho em Hoài là DA9 kèm thoại. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn. Đầm này không phải là form dài các chị. Nhà mác lên đầm này là form vừa. Và chị nào mà có cái phần kiểu như là phần mỡ bụng này hoặc là phần bắp tay mình cần che giấu á, thì mình mặc cho Hoài đầm này là vừa phải lên vừa đẹp cho em nha. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số điện thoại cho Hoài là được. Ok. Đầm này cho em Hoài là một màu thôi chị yêu ơi. Một màu duy nhất cho Hoài sẽ là màu trắng nha, không có màu khác nha. Chất liệu cho em sẽ là chất cô tông các chị ha. Cô tông 2 lớp giúp em Hoài. Đầm này giặt không nhăn đâu chị yêu ơi. Em nghĩ là đầm này tất cả
cả các mẫu vải thì đúng ra mà tư vấn thật tình cho các chị nhà mình thì nó sẽ có nhăn, không có vải nào là không nhăn hết, nhưng mà nhăn ít hay nhăn nhiều, nhăn xấu hay là nhăn đẹp. Thì đối với vải này của nhà MAC thì không có nhăn nhiều đâu các chị nha, nhăn kiểu như là nhăn nhưng mà không phải là nhăn xấu, không có nhăn bị kỳ. Các chị nhà mình đi đứng ngồi xuống nó không có bị điểm nhấn nhăn ở phía phần dưới hốc này cho em Hoài này, là mình không có sợ bị nhăn xấu nha. Rồi mẫu này Hoài còn duy nhất 1 phút đấy ạ. Đúng phút thứ 5 là Hoài sẽ qua mẫu nha. Bây giờ sẽ còn 60 giây cuối cùng và đếm ngược cho em Hoài đối với mã sản phẩm này. 60 giây cuối cùng để mình chốt cho em mã DA9 và sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên sản phẩm khác nha. DA9 kèm số Hoài cho em Hoài với mức giá sẽ là 695 và giảm tiếp còn 348. Hôm nay mình chia sẻ livestream mình được áp dụng chương trình free ship khi mua từ 2 sản phẩm các chị nhà mình nhá. Và đối với cái mức giá giảm của Hoài mang đến là đều là mức giá giảm cho em Hoài là đã là 50% rồi. Là chị yêu nào mà thích mẫu này là nhanh đây tay đây chốt mã sản phẩm, nhớ bổ sung số Hoài cho Hoài trên cùng một giờ comment. 30 giây cuối cùng các chị ha. Rồi 30 giây cuối cùng để chốt đơn này. Chị nào cần tư vấn mẫu này mình comment ngay nhá. Cần tư vấn mẫu này mình comment cho Hoài thấy, hoặc là thích mẫu này thì chốt đơn mã sản phẩm bằng cách là lên mã sản phẩm kèm số Hoài cho em Hoài. Rồi em đang thấy có chị yêu lên đơn rồi này, DA9 cho chị Thu Nga nhá. Chị yêu nào có thích DA9 là nhanh tay chốt này. Chị Lan Phương Hoài chốt DA9 luôn ạ. Rồi 30 giây cuối cùng thôi các chị yêu ơi, chị nào mà thích DA9 là nhanh tay chốt đơn cho em với mức giá chỉ có 348.000 thôi. Bình thường các chị nhà mình đến mắc mà mua sản phẩm này là phải tới là 695.000 đấy ạ. Hôm nay mình sở hữu mức giá 50% cho em Hoài thôi, thì ngại gì không chốt đơn và mua hai sản phẩm còn được free ship nữa nha. Rồi ok, thì bây giờ sẽ mời bạn Như qua mẫu mới luôn các chị ha. Chị nào có thích DA9 mình cứ chốt DA9 kèm số Hoài cho Hoài nha. Rồi, bây giờ là em Như sẽ qua tiếp cho các chị một em quần lưng siêu cao như thế này với phối quần ống rộng cực kỳ basic mà em thấy là chị nào cũng cần nha, đúng không? Bây giờ các chị ơi, trong lúc mà em like bây giờ các chị phải tranh thủ nào mình chấm mai mình chia sẻ like giúp em để mà em sẽ tiếp tục tặng thêm cho các chị một phần quà nữa nha. Em sẽ tặng cho các chị, bây giờ các chị thích em tặng áo hay là tặng quần đây? Thôi bây giờ em chuyển qua em tặng một cái quần short đi ha, cho nó thêm một cái gọi là cao trào, một em quần short cực kỳ gọi là siêu hot hit của nhà MAC đây các chị ơi, để em xem mẫu quần này với giá là bao nhiêu tiền nha. Em quần này với giá là 395.000 đó các chị, em dành tặng gọi là cho các chị yêu như mình thì phải thật là nhiệt tình chia sẻ thật là nhiều giúp em nha cả nhà ơi. Bây giờ các chị có thể comment giúp em như là gọi là comment gì ta nó vui vui nè ta. Các chị comment cho em là cái gì cho nó vui đây. Các chị comment cho em là tặng kèm cho em ba người bạn nha. Các chị comment giúp em mã tặng nha các chị yêu nha. Mã tặng giúp em. Còn bây giờ trong lúc em like, sau khi em giới thiệu xong mẫu này, em chốt xong mẫu này thì em sẽ công bố luôn chị nào trúng cái phần thưởng chiếc quần short của em nha. Ôi xuất sắc luôn các chị ơi, cái quần này là một cái tông gọi là cái quần thần thánh, phối được rất là nhiều kiểu đồ. Còn bây giờ là em sẽ lên luôn cái mẫu sản phẩm này mặc cho người, gồm một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần lưng cao siêu hot hit này. Mã áo là AK14 giúp cho em với giá gốc là 45.000 giúp em. 545 và ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị chỉ còn là 273.000. Ui các chị ơi, một em sơ mi như thế này thì em thấy là chưa bao giờ có giá 273.000 luôn. Mà bây giờ là em sẽ lên cho các chị mã AK14 này. Chiếc áo sơ mi nó sẽ xếp ly cho các chị toàn toàn như thế này nha. Phần tay nó sẽ có độ phồng tự nhiên và chất vải rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chị nào ưng ý thì mình lên đơn sớm cho em luôn. Còn áo của em là mã QA10 giúp em nha cả nhà. Giá gốc là 495.000, ngày hôm nay em giảm cho mình còn 247.000 giúp em Như. 247.000 mã quần giúp em nha. Trời ơi cả set nè các chị. Nhìn cho em cái tông màu quần kiểu cái tông màu cam mà các chị, màu cam đất á, các chị mặc lên phối rất là dễ chịu luôn. Nó không có bị kén nha, mà form quần của em Như cao có 1m59 gần 1m6 thôi. Đó, mà gọi là ngưỡng ngưỡng sắp chạm tới 1m6 mà em mặc cái quần này cảm giác như em ra 1m7, 1m8 luôn các chị. Rất là hách dáng luôn. Thành ra các chị nào mà mình 1m50 nè, 1m52 hay là 1m55 nè, mình đều mặc được cái mẫu sản phẩm này luôn. Các chị nhanh tay lên đơn cho em là QA10 kèm số điện thoại liền chỉ có 248.000 chiếc quần này thôi. Một chiếc quần siêu thần thánh. Cái lưng quần của em làm trên rốn tới 3-4 phân lần các chị đây nè. Cái rốn của em như tới đây thôi mà mặc cái quần lưng siêu cao. Khi mà các chị mặc lưng cao này nè, cảm giác rất là sang trọng luôn, lịch sự nha. Nhưng mà cái cảm giác cái chân của mình nó dài kinh khủng khiếp luôn. 248.000 cái mẫu quần này em nghĩ là chưa bao giờ có cái giá này ở đâu á cả nhà nha. Rồi nhanh tay lên đơn giúp em.
Cái chị nhớ lên cho em mã tặng kèm số điện thoại nhớ tăng ba người bạn vào. Chia sẻ mỗi chị 3 lần chế độ công khai lên trang cá nhân giúp em. Một lát nữa em sẽ chọn ra một chị để mà em tặng quà cho mình luôn. Sản phẩm này của em số lượng không có nhiều. Cái sơ mi của em mặc rất là mát luôn mọi người ơi. Vải của mình nó không hề mỏng, nó gọi là không quá dày, không quá mỏng á. Thành ra mọi người yên tâm giúp em nha. Cái chất liệu của quần là gọi là cái chất liệu gì ta? Để em xem thử nha. Rồi mọi người, áo của em là AK14 là 273.000. Các chị có thể mình mặc đi làm văn phòng công sở nè, hoặc là khi mà các chị mua cả set này của em về, mình có thể tách ra mình mặc lẻ giúp em vẫn được luôn nha. Ví dụ như là cái quần của em này mình có thể phối đơn giản kiểu một cái áo phông trắng bình thường nè, rồi cũng mang một đôi sneaker thôi, em thấy là kiểu rất là cá tính và năng động luôn. Còn chiếc áo sơ mi của em, các chị có thể phối cho em một cái chân váy đen mình đi làm văn phòng công sở cũng được ha. Trông nó sẽ rất là tinh khôi nè, rất là lịch sự luôn. Còn không thì mình lấy cho em cả set về như em đang mặc và mình mặc lên cũng đẹp nữa, rất là xinh xắn luôn. Chị yêu nào mình ưng ý mình nhanh chóng để lại cho em như mã là AK14 nè, là mã áo em nó mặc trên người chỉ có là 273.000 thôi. Còn chiếc quần là Q10 là mã 248.000 giúp em nha. Đặt hàng kèm mã sản phẩm giùm em. Khi các chị mua hai sản phẩm, trên hai sản phẩm em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho cả nhà yêu nhà mình luôn. Thành ra nếu các chị đặt cả một cái combo em đang mặc trên người là mình vừa được giảm 5% nè mỗi sản phẩm, còn được miễn phí ship nữa thì còn gì bằng, đúng không? Để em kiểm tra lượt chia sẻ của các chị là bao nhiêu rồi, rồi em vào em xem thử các chị comment nhiều hay không. Hiện tại bây giờ là chị có 157 lượt chia sẻ thôi. Các chị có thể chia sẻ cho em lên được 200 lượt chia sẻ được không mọi người ơi? Lên cho em chỉ còn là 40 mấy lượt chia sẻ nữa thôi, đúng không? Hiện tại là có bao nhiêu là hơn gần 400 chị đang xem like của em luôn á các chị. Thì các chị nhớ chia sẻ like cho em nha. Rồi em thấy đơn của các chị yêu nhà mình nè. Bạn này bữa live bên mà ta đúng rồi, từ newfood.com. Những cái thương hiệu mà em like cũng là những cái thương hiệu uy tín, toàn là những mẫu hàng thiết kế. Em like ở đâu cũng vậy, em đưa đến cho mọi người những cái sản phẩm nào chất lượng nhất. Nếu mọi người có thể là theo dõi em, như thấy em như like chỗ nào mình ủng hộ em, cũng như là ủng hộ cái sản phẩm. Những cái sản phẩm mà em like cũng như là Henny hay là Mac cũng vậy. Mac là một cái thương hiệu có là hơn 15 năm rồi. Thương hiệu này là gọi là hệ thống cửa hàng cũng có là trên toàn quốc nè, cũng như là bán hàng trên các trang thương mại điện tử nữa. Em đến cho mọi người là những cái sản phẩm chất lượng mà ngày hôm nay em lên cho mình giá cực kỳ ưu đãi luôn. Cho nên em mong là mọi người sẽ ủng hộ em nha. Rồi mã quần của em là QM10 giúp em, còn áo là AK14 giúp em nha. Một mẫu này thì em sẽ có là quần em sẽ có tới là 5 tông màu nha cả nhà. Bây giờ em sẽ show màu quần ra cho các chị yêu mà mình chọn luôn. Các chị nhớ comment cho em mã tặng tăng ba người bạn vào giúp em nha. Quần form này em chưa kịp đọc là comment nó nhảy mất tiêu rồi mọi người ơi. Rồi các chị yêu nhà mình tranh thủ chốt đơn. Dạ rồi, cái áo sơ mi của mình là cái kiểu nó sẽ xếp ly như thế này này các chị, nó tạo thêm cái điểm nhấn chứ cái áo mình mà nó cảm giác cái người của mình nó cũng không có bị gọi là tròn người quá, nó không gọi nó sẽ che bớt cái điểm cho cái quần của em này các chị. Ngồi mọi người ơi, mọi người xem cái quần em là gọi là chân dài tới nách là đây này. Rồi em cầm mà nó cái quần nó dài tôi muốn tới nách của em luôn á các chị ơi. Quần này là gọi là siêu dài, thành ra các chị mặc lên nó hấp dáng kinh khủng khiếp. Ở đây em như cầm 5 tông màu, 4 tông màu, trời rất là nặng tay luôn các chị ơi. Những cái mẫu này về các chị kiểm tra hàng cho em, các chị sẽ thấy là cái chất liệu quần mọi người rất là ưng ý với cái giá là chỉ có 200 bao nhiêu các chị, 248.000 thôi. Bình thường các chị đi mua hay là đi may cũng không có giá này. Đây, em sẽ có một cái tông màu xanh nha các chị nha. Rồi một tông màu đen basic nè, một tông màu xám, cái này kiểu màu ghi các chị, màu ghi màu xám giúp em nha. Và một tông màu nu cũng như là màu cam đất em đang mặc trên người. Hiện tại em đang có là 5 tông màu. Chị yêu nào mình thích cái mẫu QA10 này, có thể để lại cho em như là mã sản phẩm là QA10 nè, kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Nè em sẽ có size cho mình S, M và L giúp em luôn. Các chị yêu mình khoảng tầm 57-58 con độ về là mình có thể mặc vừa nha. Rồi lên đơn cho em liền cả set để mình được miễn phí ship luôn bây giờ nè. Các chị yêu nào mình chốt cái mẫu này nữa, mình lên đơn sớm giùm em. Mình chơi game mình tặng quà, mình được tặng quà rồi á, mình có thể ủng hộ mình mua những cái sản phẩm của nhà Mát nha mọi người nha. Hiện tại là em thấy là cái lượt chia sẻ của mình á nó cũng chưa có đạt được cái yêu cầu luôn á mọi người. Nó chỉ có 165 thôi, chỉ còn khoảng tầm là 35 lượt chia sẻ nữa thôi là em sẽ bắt đầu
chọn ra một chị để mà em tặng luôn chiếc quần short của em luôn nha các chị yêu nha. Mình cố gắng mình tương tác thật là nhiều giúp em nè. Ngoài chơi game ra thì mình cũng có thể là đặt hàng giúp em nha mọi người. Mọi người chơi game, mọi người cũng đặt hàng ủng hộ em nữa nha. Rồi, tại vì em đang sale gọi là cái giá quá sức là ưu đãi luôn á mọi người. Nãy giờ em thấy là chưa có lên cái giá nào mà con số 5 luôn á. Tại vì hàng của nhà Mark là hàng thiết kế độc quyền, mà đến tay với các chị là sản phẩm rất cực kỳ chất lượng. Mong là các chị sẽ ủng hộ, thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nha. Rồi, mã sản phẩm QA10 với chiếc mẫu quần em đang mặc và mã áo là AK14 giúp em. AK14 này thì em nghĩ là không thể nào bỏ qua. Chị em nhà mình nó phải có một chiếc áo sơ mi trong tủ đồ đúng không các chị yêu nhà mình. Ai cũng phải cần một em sơ mi trắng nè, để mình có thể mình đi công việc những cái lúc mà mình cần thiết nè. Mà giá thì ngày hôm nay chỉ có 273.000 một chiếc áo sơ mi như thế này thôi. Các chị nhận về các chị sẽ mê. Chất vải nó mềm lắm mọi người ơi, nó mềm nhưng mà nó không có hề bị nhăn nha. Mặc lên rất là mát luôn. Hai sản phẩm em miễn phí ship thì mình đặt nguyên một cái combo em đang mặc luôn. Có thể mình phối cho em những, ví dụ như là ở nhà mình đã có những chiếc quần lưng cao như thế nào, ống xuống này tông màu đen rồi, tông màu be rồi, thì bây giờ mình cái đổi qua cho em những cái tông màu nó lạ hơn. Ví dụ tông màu xanh của em nè các chị. Tông màu xanh này các chị mặc lên đó mình mặc cảm giác nó rất là trẻ trung, và cái tông màu đen cực kỳ hot hit luôn. Cũng như cái tông màu ghi của em cũng là một cái tông màu lạ cho các chị yêu nhà mình nè. Em thấy là tông màu này ít khi nào người ta lên lắm, nhưng mà nhà Mark lên được cho mình những cái chất liệu màu như thế này thì mình em mong là các chị sẽ ủng hộ. Cũng như là cái màu cam đất em đang mặc trên người cực kỳ sang chảnh luôn. Bây giờ chị yêu nào lấy thì lên cho em là QA10 nhá. 248.000 với chiếc quần em đang mặc có 3 size F, M và L. Còn áo là AK14 giúp em. Sản phẩm áo này em chỉ có một tông màu thôi nha mọi người. Một tông màu trắng duy nhất thôi, trắng mộng mơ của em nha các chị yêu ơi. Rồi, bây giờ là em sẽ để lên lại cái tông màu cho chị rồi em để một bên nhé. Đây tông màu xanh nè cả nhà, tông màu đen, tông màu ghi, tông màu cam đất và tông màu be. Đó, tổng cộng là 5 tông màu giúp em. QA10 và em sẽ khoảng tầm là em đợi 30 giây cuối cùng, 30 giây cuối cùng để các chị chia sẻ like. Rồi em sẽ bắt đầu tặng quà luôn cho cả nhà mình nha. Rồi em cảm ơn tất cả các chị nha. Mình vào mình xem like, mình ủng hộ rồi thì mình nhớ đặt hàng giúp em. Mình nhớ cho em xin xem là số điện thoại nữa. Tại vì nhiều khi em không có thấy số điện thoại của các chị yêu nhà mình á. Có nhiều chị mình vẫn chưa lên đó. Các chị yêu ơi, mình lên giùm em số điện thoại nha. Chị Vi nè, chị bổ sung giúp em số điện thoại luôn nha. Em thấy chị đặt mã AK14 á người đẹp. Rồi, chị yêu nào mình chia sẻ like rồi mình nhớ là tag bạn bè vào. Còn nếu mà đã tag rồi thì mình nhớ chia sẻ like. Bây giờ là em sẽ tặng cho các chị yêu nhà mình một chiếc quần short như thế này nha. Nhanh tay chốt đơn giùm em liền nha cả nhà yêu ơi. Đặt hàng kèm mã kèm số điện thoại giùm em đi cả nhà. Đặt hàng kèm mã kèm số điện thoại giùm em đi mấy chị yêu ơi. Mẫu quần em đang mặc là giá là 248.000 thôi nha cả nhà. 248.000 là chiếc quần em mặc là QA10. Bây giờ là có chị yêu nào là mình đã sẵn sàng chưa? Em sẽ đếm ngược để chuẩn bị em tặng quà cho mình nè. Không biết là chị yêu nào mình chia sẻ like rồi, mình chấm bài rồi, mình tan bạn bè vào rồi thì mình giây phút này mình phải tranh thủ chốt giùm em. Rồi, em sẽ đếm ngược cho các chị là 10 giây cuối cùng nha cả nhà, để em dành tặng chiếc quần short này cho các chị yêu nhà mình luôn. Chị yêu nào mà mình thấy được em trong cái giây phút này rồi thì mình tập trung giúp em như nhá. 10 giây cuối cùng để các chị chia sẻ like giúp em. Không biết là lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi đây. Các chị yêu là phải chia sẻ like cho em mới được tặng quà nha. Rồi, em sẽ đếm ngược nha các chị. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, em thấy là cái lượt nó hiện lên đó chính là chị Ruby Trà, mà em không thấy chị Ruby Trà tan bạn vào. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em không thấy chị tan bạn bè vào, nó không có đúng cú pháp rồi. Em mà tặng cho chị là chủ gọi là chương trình sẽ bắt đền em mất. Và rồi em xin lỗi, em sẽ đếm lại 5 giây nha các chị. Em dành tặng lại cho chị nào khác nha. Em đếm ngược lại 5 giây, mọi người phải đúng cú pháp là chia sẻ 3 lần trên họ gọi là trang cá nhân chế độ công khai. Xong rồi tan thêm 3 người bạn vào giúp em, comment cho em mã tặng nha. Rồi em sẽ đếm ngược 5 giây nha mọi người. 5, 4, 3, 2,
1, hết giờ, em sẽ nhấn vào và em xem thử comment nào nhảy lên trước. Đó chính là chị Trang Đỗ nhé. Chị Trang Đỗ là cái comment cuối cùng là em thấy nè. Chị đã chia sẻ like, chị có comment mã tặng và comment tan thêm 3 người bạn vào. Rồi em cảm ơn chị Trang Đỗ, chị là người may mắn giành được chiếc quần short của chương trình mini game ngày hôm nay. Rồi nhớ ủng hộ là mua hàng nữa nha. Trời ơi, tặng quà là mọi người gọi là ủng hộ là yêu thương, mua thêm quần áo nữa nha các chị nha, tại vì giá quá ưu đãi rồi. Rồi bây giờ là tại vì sau khi mà các chị mua hai sản phẩm thì em còn được miễn phí ship nữa, là tổng cộng là mình vừa được mua hàng sale giảm đến 1% nè, vừa được miễn phí ship mà vừa được tặng quà, quá xuất sắc luôn. Rồi bây giờ là em Như qua mẫu nha cả nhà. Chị Trang Đỗ còn trong like thì cho em Như xin một cái comment nha. Bây giờ là em giới thiệu lại một lần nữa rồi em qua luôn. Áo là AK14 giá là 274.000, còn quần là QA10 giá là 248.000, giúp em có tổng cộng là 5 tông màu. Quần tông màu cam đất nè, tông màu be, tông màu nâu nè, tông màu ghi, tông màu be này với lại tông màu xanh rêu và tông màu xám giúp em. Tổng cộng là 5 màu, em đang mặc là tông màu cam đất nha cả nhà. Bây giờ em qua mẫu nha các chị yêu nhà mình nha. Mình tranh thủ mình chia sẻ mình chốt đơn giúp em. Cảm ơn mọi người. Rồi ok, bây giờ tiếp tục qua một chiếc đầm rất là xinh cho chị mình này. Hôm nay đầm baby doll form dáng suông cho Hoài rất là nhiều nha. Và mã sản phẩm này cho em Hoài sẽ là DA11 các chị mình ha. DA11 là mẫu đầm của Hoài đang mặc và em này đang có mức giá gốc cho em sẽ là chối một mẫu đầm cao cấp nha. Tại vì cái mẫu đầm này khi mà Hoài báo giá gốc ra là các chị mình sẽ thấy rất là xịn sò luôn. Tại vì em này có mức giá gốc cho em là 925.000 các chị mình ơi. Đầm này có vẻ là chiếc đầm cao cấp nhất và mắc tiền nhất ở trong livestream rồi, tại vì cái mẫu này có mức giá gốc cho Hoài tới là 925.000, nhưng hôm nay đầm này giảm trực tiếp cho em Hoài 50%, chỉ còn cho em là 463.000 thôi các chị nhá. 463.000 sớm ngay chiếc đầm Hoài đang mặc với cái tông màu vàng. Em này vì sao mà nó có cái mức giá thành là cao nhất ở trong livestream thì thực ra form dáng này thì nhà mắc có rất là nhiều, nhưng mà cái chất liệu này nó khác các chị mình nha. Em này mắc tiền ở chỗ chất liệu này, tại vì cái em này là kiểu dạng wanter nhưng mà nó có cái dệt phần kim tuyến vào trong chất vải giúp em, là cảm giác nhìn ở ngoài thì sẽ rất là sang. Khi mà các chị nhà mình nhìn ở trong live thì có thể là nhìn không có rõ lắm, nhưng mà ở ngoài nhìn sẽ rất là đẹp và nhìn hàng cực kỳ cao cấp cho em Hoài luôn. Với tông màu vàng thì đầm này mình sẽ có hai màu luôn nha. Đầm này Hoài đang có hai màu để các chị nhà mình săn ạ, đó là màu vàng và tông màu xanh các chị ha. Nếu chị nào muốn xem rõ chất liệu Hoài sẽ đưa lại các chị gần xem này, tại vì em này là cái phần wanter và có dệt cho mình ánh kim nha. Form đầm chị em Hoài là đầm form dáng baby doll, là em này không có kiểu như là theo cái form đầm gọi là tôn eo, nhưng mà đầm này mặc lên rất là dễ thương. Và chị nào có khuyết điểm ví dụ như phần mỡ bụng này, mình mặc cho em những mẫu đầm này sẽ rất là xinh nha. Lên mã sản phẩm kèm số điện thoại cho Hoài trên cùng một giờ comment nha. DA11 kèm số điện thoại với mức giá cho em là 463.000. Chốt nhanh các chị yêu ha. Đầm này lên chất liệu cho mình là hai lớp lặn cực kỳ dày dặn. Hôm nay mà chị nào mà muốn mặc cho em những cái form đầm mà che khuyết điểm tốt này, hay là mặc những mẫu đầm xinh xinh dễ thương, là mình nhớ là ở trong livestream này là phải chốt nhanh những mẫu đầm này nha. Hoài quay phía sau các chị xem ạ. Đây cực kỳ dễ mặc cho em luôn. Lên form siêu chuẩn giúp em Hoài nha. Những cái mẫu đầm này thì che khuyết điểm rất là tốt, nên là chị nào quan tâm mẫu này cứ chốt cho em Hoài là DA11. Đầm này là có mức giá giảm rất là mềm, và hôm nay khi mà mình chia sẻ livestream này, mình mua từ hai sản phẩm mình sẽ được free ship các chị mình nha. Mua hai sản phẩm ở trong live hôm nay sẽ được free ship, là mình nhanh tay chốt mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em Hoài nha. Các bạn nhà mình sẽ tư vấn size các chị mình sau ạ. Tại vì là em này thì Hoài vẫn đang có đầy đủ size cho mình, đó là size S, size M và size L, có nghĩa là 38 tới 63 cân là mình mặc đẹp mẫu đầm này, là mình không ngại việc chốt đơn nha. Em này bầu bì bon chen được luôn các chị ha. Đấy, không có em bé mặc cũng được này. Chị nào đang có em bé, đang có baby, mình cũng có thể mặc mẫu đầm này, và sau khi mà sinh em bé xong rồi mình vẫn có thể mặc được luôn. Một mẫu đầm ứng dụng cực kỳ tốt cho các chị ở mình, bao nhiêu tuổi bao nhiêu ký mặc cho Hoài cũng ok. Phía trước mình sẽ có cái phần dây tăng đơ để chỉnh theo kiểu cho em Hoài là dạng mắt cáo ấy, là điểm nhấn cho đầm các chị ở mình nha. Lên form cho em Hoài hai màu giúp em ạ, vàng và xanh. Mình sẽ có cho Hoài 3 phút để chốt mẫu đầm này nha. 3 phút để chốt mẫu đầm này. Có chị nào muốn chơi mini game nữa không các chị ơi, cuối live nhà em còn tặng quà đấy nha. Cuối live là nhà mắc còn tặng quà cho các chị nhà mình đấy ạ. Nên là mình cứ chia sẻ livestream và comment tương tác cùng em thật nhiều bằng cách là tag 3 người bạn vào xem livestream nhá. Lượt chia sẻ của mình tăng này, lượt comment của mình tăng thì xíu nữa bọn em sẽ tiếp tục tặng quà cuối live cho các chị nhà mình rất là nhiều nha. Tại vì hiện tại là Hoài thấy đang có 200 lượt chia sẻ rồi đấy. Các chị nhà mình tăng lên cho em 300 lượt chia sẻ đi, Hoài sẽ tặng luôn món quà cuối live cho các chị nhà mình. Tại vì là quà của nhà mắc còn rất là nhiều đấy ạ.
Ok, chốt mã cho em Hoài sẽ là DA11 nha các chị yêu ha. DA11 ạ, sẽ có nhân viên nhà em gọi đến tư vấn sai. Là mình cứ lên cho em đầm máy các chị. Có chị nào mà chuẩn bị đi biển này hay là đi du lịch không? Mình cứ mua cho em những form đầm baby doll này, mặc thoải mái, mặc ở nhà cho chồng con mình ngắm, cho chị em gia đình mình ngắm cũng được các chị yêu ha. Không thì mình mặc đi du lịch. Cái này mà phối nón cói này, rồi là túi cói và chị em Hoài nữa là ngay có ngay một cái concept đi du lịch rất là xinh rồi. Nhưng mà mình mặc ở nhà cũng được, mặc đi chơi cũng được. Nếu như mình đang ví dụ như có em bé và mình muốn lựa chọn một cái mẫu đầm mà kiểu vừa mặc vừa sang này, vừa đẹp này, mà không có bị lộ cái phần bụng của mình nhiều á, thì em nghĩ là lựa những cái mẫu đầm baby doll này mặc là cực kỳ ok nhất các chị ha. Rồi mẫu này Hoài sẽ còn cho mình 2 phút cuối nha, 2 phút cuối để chốt đầm của Hoài đang mặc, và sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu đầm khác đấy ạ. Tại vì phía sau còn rất là nhiều mẫu đầm nữa nên Hoài sẽ qua mẫu nhanh nhá. Rồi chốt nhanh cho em DA11 kèm loại chị em với mức giá là 463.000, size số đầy đủ cho em từ 63 cân đổ lại mặc đẹp, sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn nhá. Nên là mình cứ chốt cho em là DA11 kèm số điện thoại là được ha. Bây giờ thì chắc sẽ mời Như qua luôn mẫu tiếp theo rồi các chị yêu khơi. Bây giờ là thời gian đang cũng cuối live rồi, là Hoài sẽ qua mẫu nhanh và xíu nữa thì mình sẽ còn chơi mini game cuối live, nên là mình nhớ đồng hành cùng Hoài và Như tới cuối live luôn nhá. Rồi, đây, mới nãy là em nghe chị bảo là lên một cái concept đi biển, là em lên luôn cho các chị nhìn một cái concept đi biển luôn. Thì bây giờ là các chị yêu nhà mình nè, để ý cho em Như nè mọi người ơi. Một em đầm form baby doll rất là dễ mặc luôn. Thì đó, em phối cho mình một cái túi cói nè và một cái nón cói như thế này, thì các chị có thể làm đi biển nè, đi chơi đồ cũng được nè các chị yêu ha. Cái mẫu này thì các chị bầu bí là bon trang thoải mái giúp em Như nha. Mã sản phẩm là DA12 giúp em với giá gốc là 695.000, và hôm nay em sale là 50% là còn 348.000 thôi. Chị yêu nào mình ưng ý mình có thể lên sản phẩm liền và ngay giúp em Như như thế này nha cả nhà ơi. Các chị vẫn cứ tương tái giúp em để một lát nữa là em sẽ còn một cái sản phẩm quà tặng nữa cho mình nha cả nhà nha. Đầm này là màu của em là kiểu như là cái tông màu họa tiết nó hoa nhí trên cái nền kem á các chị. Hoa của mình là tông màu hoa xanh xanh và vàng vàng như thế này nè. Khi mình mặc lên cảm giác là cái tông cái màu đầm của mình rất là trẻ trung nè, rất là dễ thương luôn ha. Chị yêu nào mình ưng ý cái đầm em đang mặc trên người này, mình có thể để lại cho em cái mã sản phẩm là DA12 kèm cho em là số điện thoại luôn. Mẫu sản phẩm này là em Như sẽ có 2, 1, 2, 3, 4 tông màu cho các chị yêu nhà mình luôn nha. Tông màu của em đang mặc là tông màu họa tiết là hoa xanh. Em sẽ có tông màu là họa tiết hoa hồng nè, và hòa màu hồng trơn cũng như là màu đen trơn cho mình luôn. Rồi các chị yêu ơi, DA12 này của em thấy là quá sức là xinh xắn luôn. Một em form đầm baby doll, nếu mà chị yêu nào mà thích sự đơn giản nhẹ nhàng, một em đầm thoải mái á, thì mình có thể là lên cho em mẫu này luôn nha. Lấy cho em liền 4 tông, ít nhất là 2 tông màu đi, thì em thấy là nó cũng dễ thương. Tại vì có giá là 348.000 em đầm là baby doll này thôi. Chất liệu của em mình mặc lên nó mình rất là mát. Bên trong em có làm lót lót lụa cho mình nữa, không có sợ là bị nóng nha. Rồi 4 tông màu cực kỳ xinh xắn luôn nha các chị yêu nha mình nha. Chị yêu nào mình thích mẫu nào mình có thể cho em xin mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em luôn. Với form đầm baby doll này thì em sẽ lên size là SML cho mình nha cả nhà. Đây, nhìn cưng quá các chị yêu ha. Chị yêu nào mình ưng ý thì lên cho em Như liền là mã DA12 giúp em liền. Với DA12 này các chị phải lấy cho em liền, tại vì em thấy là form đầm này rất là dễ mặc, nó không có bị kén tuổi nè, cũng không là có bị kén form mà các chị. Mà chị yêu nào là mình, ví dụ là mình thấy là mình thích mặc đầm mà nó thoải mái một xíu nè, có thể là đi đứng cũng như là di chuyển nó thoải mái, không có quá là ôm xiếp vào người nè, cũng như là nó không có bị quá lộ khuyết điểm của mình, thì lên ngay cho em một em đầm baby doll là một cái lựa chọn tốt nhất cho các chị yêu nhà mình luôn. Ví dụ các chị thấy là tông màu hoa của em nè là phù hợp với tông mùa hè này đúng không nè, có thể lấy cho em là tông, nếu mà đi chơi đi tiệc cũng có thể là lấy cho em màu trơn á các chị, là màu hồng trơn này cũng như là màu đen trơn này giúp em luôn nha cả nhà nha. Trông rất là cưng luôn, chất vải này các chị mặc lên đảm bảo mát mẻ mà cực kỳ xinh xắn. Form vai ở trên là kiểu như nó stay của mình sẽ bao phòng như thế này nè. Rồi các chị ơi, DA12 này của em á, đầm này đẹp quá. Thôi đừng có bỏ cái nào hết trơn á, thiệt sự luôn á. Tại vì em biết sao mọi người, ngày hôm nay á em nghĩ là mọi người nên lấy thêm thôi chứ đừng bỏ lỡ ra em nào nha. Giá thì quá ưu đãi, sale tới 50% các chị, cho nên là em nghĩ là nên lấy thêm một sản phẩm để mình được free ship luôn nè. Đó thì em nghĩ là giá tiền nó không bao giờ mà có được nữa đâu. 348.000 em đầm như thế này quá trời là xinh xắn luôn. Này các chị yêu ơi, form đầm này thì các chị bầu bí bon chen là thoải
thoải mái cho em luôn nha. Chị yêu nào ưng ý thì lên cho em là gì, DA12 kèm giúp em số điện thoại luôn. Bây giờ có chị nào chốt cái mẫu này thì mình lên đơn sớm giùm em, tại vì mỗi mẫu sản phẩm bây giờ em sẽ lên nhanh tầm 1 đến 2 phút là em chuyển qua mẫu tiếp thôi. 4 tông màu mở ra mặt là hoa xanh nè, em có tông màu hoa hồng nè, màu hồng trơn nè, cũng như là màu đen luôn. Nếu mà chị nào muốn an toàn thì mình có thể lấy màu đen, nhưng mà em thấy màu đen mình có nhiều rồi á cả nhà. Mình có thể thêm cho em như một cái tông màu để cho khi mà mình mở cái tủ đồ của mình ra, mình trông là nó có nhiều cái sắc màu hơn, mình cảm giác một ngày mới mình có được thêm nhiều sự lựa chọn hơn, đúng không cả nhà? Còn bây giờ là các chị nhanh tay lên đơn cho em là gì, DA12 kèm cho em số điện thoại là có đơn nha. Rồi em thấy đơn của chị Thanh Hiền là AK14 nè, cảm ơn chị rất là nhiều nè. Đó, tại vì sau khi em vào rồi em mới thấy là đơn của các chị nhảy lên. Tình yêu nghiện Đức ơi, nên lấy cho em thêm một em nào này nữa nha. Chỉ có giá là 348.000 thôi. Nếu mà mình đã sở hữu một em rồi thì bây giờ lấy thêm một em này nữa là em sẽ free ship cho người đẹp luôn á. Đó, quá trời là ưu đãi luôn. Lâu lâu mình có một cái cơ hội thì mình ủng hộ em Như nha. Còn bây giờ có chị yêu nào mình chốt cái mẫu này nữa thì mình tranh thủ mình chốt đơn nhanh và sớm giùm em. Trời ơi, mẫu này xinh quá trời mà bỏ lỡ là tiếc lắm luôn á các chị yêu nhà mình ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Mẫu này nha, khi mà các chị mặc cảm giác là em thấy là chị em mặc đều được nè, là chị em nè, bạn bè mặc cùng nhau hai tông màu này đi chụp hình, thả một cái dáng lên Facebook thôi là em thấy là quá sức, là sẽ được 1.000 like luôn, em đảm bảo với các chị yêu nhà mình luôn nha. Rồi mình có thể mua cho gia đình này, chị em hoặc là mẹ của mình mặc cũng được nè. Đó, những cái form đồng này em thấy rất là dễ mặc á các chị yêu nhà mình, tại vì nhiều khi mình thấy là cái form baby doll này các chị sợ là mất cái form dáng, nhưng mà em thấy là nay thì rất là chuộng cái mẫu này, tại vì bây giờ là sự thoải mái và đơn giản tối ưu là một cái sự lựa chọn hàng đầu luôn. 348.000 với phong đầm này thì em nghĩ là mình nên sở hữu giúp em nha. Rồi, DA12 giúp em kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Bây giờ là em Như sẽ tiếp tục chuyển qua tiếp một cái tông màu nữa cho mình và một cái sản phẩm mở nữa cho mình nha. Chị yêu nào mình lấy màu này thì nhanh tay để lại giùm em là DA12 giúp em nha. 4 tông màu sẽ show lại cho mọi người xem. Quá xinh luôn. Rồi em Như qua mẫu cho các chị yêu nhà mình luôn nha. Rồi ok, bây giờ tiếp tục qua ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục qua một chiếc đầm khác nha. Qua một chiếc đầm 2 giây đổi mẫu cho các chị mình ạ. Đầm này lên mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là DA13 các chị mình nhá. DA13 hiện tại đang có mức giá gốc cho Hoài sẽ là 795.000. Và đầm sẽ có 2 màu để các chị săn luôn ạ. DA13 hôm nay em Hoài sẽ chốt mức giá các chị chỉ còn là 477.000 thôi các chị mình nha. Đầm lên chất liệu cho em Hoài là kiểu dạng cô tông màu, kiểu dạng phối. Ui cái này là kiểu dạng gấm luôn các chị, rất là đẹp nha. Kiểu dạng gấm xốp mà gấm lưới rất là sang luôn. Và cái nền vải khi mà mình sờ vào chất liệu nó sẽ nổi lên trên nền vải giúp em Hoài luôn. Đây các chị mình thấy không ạ? Cái phần dệt hoa này nha. Cái phần dệt hoa này sẽ nổi lên trên nền vải giúp em. Và đầm này mình đang có hai màu. Phía trước mình thiết kế cho em Hoài đó là phần dây nơ, kiểu như là nơ cạo cách điệu để làm cho cái đầm là có điểm nhấn nhá. Phần dây thì mình sẽ có tăng nơ để điều chỉnh luôn ạ. Các chị đừng quên là chương trình ưu đãi hôm nay nhà em mang đến cho các chị nhà mình đó là thế nào ạ? Chia sẻ livestream để được chốt với mức giá giảm 50%. Và khi mua ở trong live thì mình sẽ được chốt chị em Hoài là hai sản phẩm đổ lên thì sẽ được free ship các chị mình nha. Chốt mã sản phẩm thì nhanh tay bổ sung số điện thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công. Lên ngay mã cho em Hoài sẽ là DA13 kèm thoại các chị nhá. Đầm xinh lắm các chị yêu ơi, nên là mình đang ở trong livestream này, cứ chia sẻ livestream và comment tương tác cùng em thật nhiều. Tại vì phía sau live vẫn còn rất là nhiều mã sản phẩm, với lại là quà phía sau vẫn còn rất là nhiều nha. Các chị yêu nhớ đồng hành cùng Mark từ cuối live để mình có nhiều sản phẩm hot hit này và nhiều cái chương trình mini game phía sau live cùng các chị mình ạ. Đây các chị thấy không? Hoài mang cái mẫu đầm này thì có thể là mang đi chơi, đi dạo phố và kể cả đi tiệc tùng sinh nhật cũng được. Em đang phối cho các chị ở mình cùng đó là một chiếc túi màu đen kèm cho em Hoài một đôi giày màu đen tầm 5 phân thôi là sẽ sang nha. Không cần phải đi giày quá cao đâu các chị yêu ơi. Mẫu này mà mình sợ hở ngực thì em nghĩ là nó cũng không hở nhiều, tại vì vòng 1 của Hoài nó có các chị mình ạ. Vòng 1 của Hoài thì hơi tròn đầy một xíu nên là cảm giác nó sẽ hở hơn các chị nhà mình một xíu nha. Nên là nếu như mà chị nào mà có vòng 1 kiểu như mình khiêm tốn này thì mình mặc mẫu đầm 2 giây cũng sẽ rất là sang. Chị nào mà quan tâm mẫu này mình chốt ngay cho em Hoài mã sản phẩm sẽ là DA13 kèm hoài. Đây chị yêu ơi, xem màu đen chị Kim 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 Tuyển nhá. Đây là màu đen cho Hoài ha. Màu đen thì cũng rất là dễ mặc thôi. Phía phần trên này mình phối cho các chị mình dạng cô tông mà dạng có độ đứng, các chị mình có độ cứng nha. Còn phía dưới thì sẽ phối cho em Hoài kiểu dạng gấm hoa rất là đẹp. Và các chị nhà mình mẫu này cho em không có kén da, không có kén dáng nha. Lên form dễ mặc này, các chị nhà mình bao nhiêu tuổi cũng mặc được và lên form cực kỳ đẹp. Mua hai sản phẩm được free ship nha.
À rồi, ok. Các chị em mình ơi, cuối live thì Hoài sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là set sinh chỉ có mức giá chị em Hoài là 299.000 ở cuối live nha. Nên là mình nhớ ở cùng cuối live của em Hoài nhá. Tại vì là cuối live sẽ có những cái sản phẩm siêu ưu đãi luôn, chỉ có duy nhất ở trong live stream và ở trong cuối live thôi. Là mình nhớ đồng hành cùng em Hoài và Như đến cuối live. Thứ nhất là cuối live Hoài có chương trình mini game này và sẽ có những cái mức giá deal cực kỳ hời trên sản phẩm chỉ có ở cuối live stream thôi. Là mình đã coi live stream cùng Hoài tới thời điểm bây giờ rồi thì mình chỉ còn tầm 15-20 phút nữa thôi là chắc là đã kết thúc cái live stream này hôm nay. Nên là mình cứ ở trong live stream và tương tác cùng Hoài thật nhiều nha, để có ngay mức giá giảm cho sản phẩm các chị em mình nhá. Mẫu này thì Hoài sẽ chỉ chốt cho mình thêm tầm 3 phút nữa thôi các chị nha. Hoài sẽ canh thời gian và chỉ chốt mẫu này duy nhất 3 phút thôi ạ. Hiện tại em đang ở phút thứ 33 rồi và phút thứ 36 thì Hoài sẽ qua mẫu này. Nên là chị yêu nào quan tâm mẫu này mình cứ lên mã cho em Hoài sẽ là DA13 kèm thoại. Trời ơi, mức giá gốc tới 795.000 các chị yêu. Hôm nay mình chốt mức giá đầm này cho em Hoài chỉ có là 478.000 thôi. Mặc đi chơi đi tiệc được này. Cái đầm này nhìn ở ngoài xinh hơn trong live rất là nhiều, tại vì chất liệu cực kỳ dày dặn cho em, lên form rất là sang nha. Cho em khuyết điểm tốt này. Cái em này thì như các chị thấy là nó không phải là thuộc dạng đầm gọi là tôn eo, có nghĩa là bó sát vào phần eo, mà nó là dạng đầm baby doll nha. Cái này không phải là cái form Hoài mặc bị rộng hay như nào, mà là thiết kế này nhà em lên form baby doll, các chị không có ôm eo. Nếu như mà ôm eo thì nó phải nằm ở dưới hốc eo dưới này này, mà em này là ở trên này để tạo điểm nhấn cho đầm thôi nha. Nên là mình cứ chốt mã cho em Hoài sẽ là D13. Sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn nhá. Em cảm ơn chị Mèo Mập rất là nhiều. Chị yêu ơi, chia sẻ livestream giúp Hoài nha. Ok chị Thu Thảo, Hoài chốt D1 này. Trong cái livestream ngày hôm nay, nếu như mình thích mẫu nào từ đầu live từ cuối live á, mình cứ chốt mã sản phẩm kèm số lại cho em Hoài được. Tất cả các size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn nha. Là mình thích mẫu nào mình cứ lên mã sản phẩm kèm số thoại cho Hoài, các bạn nhà mình sẽ tư vấn cho mình hết đấy ạ. Rồi bây giờ Hoài sẽ kiểm tra thời gian này, mình sẽ còn cho các chị mình 1 phút 30 giây cuối nha. Đúng 1 phút 30 giây cuối nữa Hoài sẽ qua mẫu này. Đây là tông màu đen và đây là tông màu trắng. Em nghĩ là các chị mình mà có bé tầm 15-16 tuổi mình cũng có thể mua tặng các bé nhà mình rồi nha. Mẫu này cho em Hoài các bé 15-16 tuổi là mặc được rồi đấy các chị yêu ơi. Đầm 2 giây thì thời điểm hiện tại là mặc rất là mát này, và đặc biệt là cái phần đầm này nha, quên có một điểm rất là ưu tiên, kiểu như là đặc biệt cho cái đầm này, điểm cộng nhất cho đầm này đó là có mút ngực sẵn ạ. Em đầm 2 giây có mút ngực sẵn này, chị nào ví dụ như mình ngại mang áo 2 giây mà phải mang áo ngực bên trong ấy, thì em này đã có cái mức giải quyết cho các chị nhà mình, đó là có mút ngực sẵn nha. Và bên trong đầm này sẽ có lớp lót chị em Hoài form đầm siêu dày luôn các chị ơi. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số loại cho em Hoài. Hồi bây giờ mình sẽ chốt thêm 30 giây cuối cùng ạ. 30 giây cuối cùng cho em mã sản phẩm DA13. Hôm nay có mức giá chị em Hoài sản phẩm này chỉ có là 478.000, áp dụng mua từ 2 sản phẩm sẽ được free ship. Cuối live Như và em Hoài sẽ lên những cái sản phẩm tiếp theo nữa, đó là những cái set sinh chỉ có mức giá cho em Hoài từ 299.000 thôi, và mình còn quà phía sau live nha. Nên là mình cứ đồng hành cùng Hoài và Như tới cuối live để có ngay cái mức giá giảm cực kỳ nhiều cho em Hoài và những món quà hấp dẫn chờ các chị mình ở cuối live ạ. Rồi ok, bây giờ chắc Hoài sẽ mời Như qua một cái set mới cực kỳ xinh cho các chị ở mình nha. Chị nào thích đầm này mình cứ chốt cho em DA13 kèm số điện thoại là được. Còn về vấn đề size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn cho mình nhá. Chị yêu nào quan tâm mẫu này thì nhanh tay chốt đơn cho em bằng cách lên mã sản phẩm kèm loại cho Hoài trên cùng một dòng comment là được ạ. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ mời Như qua mẫu nhá. Đây các chị ơi, em sẽ lên cho mình một cái set cực kỳ xuất sắc luôn. Em nghĩ là với cái set này thì chị nào cũng sẽ lên được nha. À, cái mẫu sản phẩm sơ mi này thì các nó lại em có phối chung cho mình là một cái quần ống suông đấy các chị. Bây giờ em phối qua cho mình một cái kiểu quần short mà kiểu ống rộng thế này, mình mặc những cái kiểu như là áo sơ mi có thể biến tấu đa dạng hơn đúng không? Bây giờ là em sẽ lên cho các chị luôn làm mã sản phẩm cho các chị nhà mình nha. Rồi không biết là các chị nhà mình có muốn chơi game nữa thì mình nhớ là chấm mà tương tác dùm giúp em Như nha. Còn bây giờ là mình nhớ là lên nè, chấm bài chia sẻ like giúp em nè. Và cái mẫu sản phẩm này các chị nào mình ưng ý không ta? Chị nào mình ưng ý thì mình phải lên đơn liền giúp em. Với quần của em là mã QA16, một em quần phải nói là đánh giá là ngôi sao xuất sắc luôn các chị. Với chất vải này các chị giống như là cái vải tapta của mình ở cả nhà ơi. Form quần tapta là một cái form quần nó lên form cực kỳ đỉnh luôn, nó giữ form rất là chuẩn cho các chị yêu nhà mình luôn. Giá gốc của em quần này là 495.000, ngày hôm nay là em chỉ sale cho các chị 5% đúng không, là còn lại là 200
48.000 chiếc quần này thôi các chị yêu nhà mình ơi. QM16 giúp em, còn áo là lúc nãy em có lên rồi á cả nhà. Nếu mà chị yêu nào lúc nãy mình chưa đặt mà bây giờ em phối với cái quần này các chị thấy mê quá muốn đặt ngay bây giờ đúng không, thì lên cho em là mã là AK14, áo là chỉ có 273.000 thôi giúp em nha. 273.000 và cả cái set đồ như thế này, em thấy là mình làm đi học nè, mình đi chơi nè, mình đi làm nè, thậm chí là đi tiệc vẫn đẹp luôn. Với cái form quần kiểu ống như thế này nè các chị, nó sẽ tạo độ xòe phồng ra như kiểu nó sẽ xếp ly á cả nhà, phồng theo một cách rất là tự nhiên luôn. Cảm giác cái chân của chị khi mặc vào nó rất là thon nè, nó rất là gọn nè đúng không. Một những cái mẫu quần short như thế này nè em, nhà mắt may nó không có quá ngắn, khi các chị mặc lên cảm giác rất là tinh tế lộc và cực kỳ hấp dẫn luôn. Kiểu như là các chị mà mình chân mình ngắn ngắn giống em như một xíu nè, mình có thể mặc vừa luôn giúp em nha. Chị có là bao nhiêu đây các chị yêu nhà mình ơi, 248.000 chiếc quần này thôi. Mình đã mua quần này cả hai màu. Cảm ơn cả các chị rất là nhiều. Đúng rồi á chị Trang Ngọc ơi, cho nên là mình cố gắng mình tương tác giúp em Như nha. Mình chia sẻ like nhiệt tình để một lát nữa cuối like em còn lên set xinh nữa. Và cái set xinh cuối like này chị giá là 299.000 cả set thôi. Các chị yêu nhớ đón xem giúp em nha. Chỉ còn là tầm vài một hai sản phẩm nữa là em cũng hết rồi á. Bây giờ thì các chị yêu nào mình đã thấy em like rồi, mình thích cái set em đang mặc trên người, mình có thể chốt cho em cả set. Khi mà mình lấy luôn cả set trên người này là em đã giảm 50% mỗi sản phẩm rồi, mà em có dư còn miễn phí ship cho các chị yêu nhà mình nữa, quá trời ưu đãi luôn các chị ơi. Mình xem like đúng thật là chưa bao giờ mà em live stream ở đâu mà em thấy là có nhiều ưu đãi giống như là nhà mát như vậy luôn á. Các chị xem like các chị có gọi là mình sướng không nè, mình vừa sướng mắt mà mình mua hàng mình cũng đã nữa đúng không cả nhà. 100 bao nhiêu lên, một hơn 100 mấy chị đang xem like, mình tranh thủ mình chấm bài nhiệt tình giúp em. Một lát nữa là em Như sẽ tặng quà nha các chị nha. Các chị có muốn em Như tặng quà nữa không nè? Các chị nào muốn em Như tặng quà nữa không, mình comment bên dưới giúp em để em biết nha. Rồi, mã sản phẩm em đang mặc trên người các chị nhanh chóng lên đơn. Với chiếc quần này thì em thấy là chị nào cũng nên có một em. QA16 này có 248.000 về cái vải tắp tay của mình mặc lên rất là đỉnh luôn các chị yêu. Là form quần này là có túi luôn. Cái kiểu nó phồng bí như thế này nè, rất là xinh đó các chị. Cái quần thần thánh này các chị phối với cái gì cũng đẹp, phối với sơ mi cũng xinh, mà phối với là áo thun nè, áo kiểu áo dây vẫn đẹp lên giúp em nha. Rồi, chị yêu nào lấy cái mẫu quần này thì lên cho em Như là mã QA16 giúp em nhé. QA16 chỉ có 248.000 thôi, áo là AK14 giúp em 273.000. Mình mua cả set đồ như thế này là mình được free ship. Dạo rồi, quần của em Như là sẽ có 3 size S, M và L. 2 giây, lộn nhầm, 2 phút cuối cùng để các chị yêu nhà mình chốt đơn cho em nha. Tại 2 giây ngắn quá mình chưa kịp bấm là em Như đi ra rồi đúng không. Rồi 2 phút cuối cùng để em Như để đứng đây và các chị ngắm, em sẽ xoay một vòng cho mình yên xem nha. Đó, cái set này thì em thấy là đi làm cũng được để các chị yêu nhà mình ơi. Ở đây có chị nào gọi là dân công sở của nhà mình không? Nếu mà đã gọi là tín đồ công sở rồi thì không thể nào bỏ qua cái set đồ của em Như đang mặc nha. Với cái form áo như thế này và với cái form quần như thế này quá sức là hấp dẫn, một cái sự lựa chọn đúng đắn luôn á các chị yêu nhà mình. Giá cực kỳ hợp lý luôn. QA16 chốt đơn sớm giùm em nha. Có những cái comment đơn của các chị yêu nhà mình á, các chị lên mà em không thấy là mình thông cảm giùm em nha. À, em thấy đơn của chị Thanh Huyền lấy QA16 giúp em rồi nè. Thank you người đẹp nha. Rồi, mình lựa thêm một sản phẩm là sẽ được free ship luôn á chị. Nếu mà đã có chưa cá sơ mi thì mình có thể lấy luôn cá sơ mi của em luôn. À, quần short của em là có màu đúng không? Quần short của em là có hai tông màu cho các chị yêu nhà mình nha. Một tông màu đen và một tông màu cam đất thần thánh đi các chị yêu nhà mình ơi. Đây QA16, nếu mà chị nào mình thấy màu đen của mình có nhiều rồi thì mình có thể chuyển qua tông màu cam đất này giúp em nha. Các chị nhìn cho em cái phần lưng quần này rất là đẹp luôn các chị ơi, rất là xuất sắc luôn, cho nên mình đừng có bỏ qua nha. Quần này là có túi luôn các chị, có thể thoải mái là đựng điện thoại hay là đựng tiền mình đi làm văn phòng công sở, bữa trưa mình cái ăn trưa mình có thể để được luôn giúp em nha. Còn không thì các bạn có thể là đi chơi đi tiệc gì á, mình phối đủ đồ cũng đẹp luôn, tại vì cái quần này rất là dễ phối đồ các chị yêu nhà mình ơi. Có 248.000 thôi. Rồi bây giờ là em 30 giây nữa mình sẽ chuyển mẫu qua nữa nha mọi người nha, nhanh chóng lên đơn sớm giùm em. Các chị bảo là khuya quá rồi các chị buồn ngủ cho nên là phải lay nhanh cho các chị để cái mình ngày mai còn công việc của mình nữa đúng không nè. Rồi, dạ rồi, em chào chị Nhím Con nha.
Mã QR16 của em này là em có size là SML, áo là AK14 giúp em 273.000. Sơ mi này thì em thấy là quá xuất sắc rồi. Những cái đường li thế này tạo điểm nhấn thêm cho em áo này nhá. Bây giờ là em Như sẽ chuẩn bị em chuyển qua tiếp một mẫu sản phẩm nữa. Chị yêu nào lấy cái mẫu quần em đang mặc thì lên đơn cho em là QR16, kèm màu kèm số điện thoại giùm em, ba size S, M và L nha. Rồi em Như xin chuyển mẫu nha mọi người nha. Hời như mà Hoài đã hứa nha. Giống như đầu live Hoài đã nói là cuối live mình sẽ có một cái set deal siêu hời cho các chị nhà mình với mức giá chỉ có 299.000. Thì đây là cái set cuối cùng và cái mẫu này cũng là cái mẫu kết thúc trong cái live stream ngày hôm nay luôn các chị yêu nha. Không để các chị mình chờ lâu, Hoài báo giá luôn cho mình ạ. Set này với mức giá chị em Hoài chỉ có là 299.000 nguyên set. Nếu như chị nào mua rồi mình mua chị em mã áo sẽ là AK. Mẫu này cho em Hoài sẽ là AK17 nha. Áo khoác sẽ là AK17 với mức giá chị em là 295.000. Giảm trực tiếp còn 148.000 một áo đang mặc nha. 148.000 và áo mình đang có rất là nhiều màu luôn các chị yêu ơi. Áo Hoài có tới tận 3 màu để các chị mình săn đấy ạ. Chốt ngay chị em Hoài sẽ là AK7 kèm số ạ, AK17 kèm số ạ nha. Còn chân váy Hoài đang mặc sẽ là VA18 ạ, 395, giảm trực tiếp còn 198.000. Tổng nguyên set này chỉ có 299.000 thôi và đang có đầy đủ size. Chị yêu nào quan tâm set của Hoài đang mặc, nhanh tay lên mã sản phẩm, nhớ bổ sung số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công nha. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn cho mình các chị yêu ha. Hiện tại là mẫu này thì mức giá cho em Hoài quá xuất sắc rồi nên là chị nào mà nhanh tay là phải chốt nhanh. Tại vì mẫu này là mẫu cuối cùng ở trong livestream đấy các chị ạ mình. Đây Hoài chân váy thì mình cũng có tới tận 3 màu để các chị săn cơ. Chân váy Hoài đang có cho mình này, màu hồng này, màu xanh và màu cam nha. Áo thì Hoài có màu đen, màu be và màu xanh các chị ha. Tại vì là nhiều sản phẩm quá nên là Hoài sẽ treo phía sau để các chị xem. Là chị nào mà thích mẫu này là tranh thủ chốt ngay nhá. Cái mẫu này là chỉ có duy nhất ở cuối live thì Hoài mới có mức giá cho mình là 299.000. Và hôm nay khi mình mua cả set thì sẽ được free ship, tại vì sao ạ? Có nghĩa là mình đã mua hai sản phẩm rồi đó các chị yêu ơi. Mua cả set hôm nay sẽ được free ship nha, nên là mình mua cho em Hoài cả set luôn đi ạ. Comment cho em Hoài sẽ là AK17 cộng cho VA19 kèm số điện thoại để được free ship cho em Hoài với tổng giá trị chỉ có 299.000 nguyên set này thôi. Chất liệu cho em áo sẽ là vân lụa, còn chân váy cho em Hoài sẽ là chất liệu cô tông nha. Form siêu xuất sắc cho em Hoài luôn, mặc đi chơi được này, đi làm được này, đi dạo phố cho Hoài cũng được nha. Các chị nhà mình mà thích mẫu này là hôm nay mình đầm trắng ở hình giới thiệu mã gì ạ? À, chị yêu ơi, đầm được cho em Hoài sẽ là DA1 nha. Mẫu đầm đó đầu live Hoài đã mặc rồi các chị yêu ơi. Chốt cho em Hoài DA1 kèm số điện thoại giúp em Hoài nha chị yêu nhá. Để Hoài xem lại DA1 có mức giá là bao nhiêu nào. Rồi DA1 là mẫu đầm đầu live có mức giá cho Hoài sẽ là 348.000 nha chị yêu nhá. 348.000 là mẫu đầm ở hình giới thiệu ạ. Đối với cái mẫu áo tay hoa này các chị, áo á, họa tiết hoa này và tay cho em Hoài tay dài thì mình phối với chân váy cũng đẹp, phối cho em Hoài với quần cũng đẹp, phối cho em Hoài với là quần jean hay là quần tây đều rất là ok. Chân váy bút chì hay là chân váy A như Hoài đang mặc cũng rất là xinh nha. Chốt mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AK17 kèm loại cho em Hoài là được ạ. Mức giá cho em chỉ có 148.000 thôi. Áo này mức giá quá mềm các chị này, chất liệu rất là dày dặn chứ không có bị mỏng quá đâu nha. Còn quần chân váy của Hoài đang mặc sẽ là VA18 kèm thoại nha. VA18 là mẫu chân váy của Hoài đang mặc với mức giá cho mình đó là 200 bao nhiêu ta? Để Hoài xem nào, hình như có 170 đấy các chị mình ạ. Rồi 198.000 nha. 198.000. Nhanh tay lên mã bổ sung số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment. Mẫu này Hoài sẽ chỉ chốt cho mình tầm 1 phút 30 giây cuối các chị nha. 1 phút 30 giây cuối cùng để mình chốt mã sản phẩm này thôi và sau đó Hoài sẽ up cái livestream này luôn. Là chị yêu nào mà đang quan tâm mẫu này là nhanh tay chốt đơn, nhớ bổ sung số điện thoại cho em Hoài là được ạ. À, hiện tại thì mẫu này cũng là mẫu cuối cùng để kết thúc cái livestream ngày hôm nay và hôm nay thì Hoài này và bạn Như đã lên rất là nhiều sản phẩm đồng hành cùng các chị nhà mình rồi đúng không ạ? Sản phẩm thì có mức giá rất là mềm. Nếu như chị yêu nào mà với vào sau livestream này thì tí nữa mình có thể là tắt livestream, mình kéo lại livestream mình xem lại giúp em nha, để có nghe mức giá mềm và lưu ý giúp Hoài là những sản phẩm này em chốt ở trên live. Và mua hai sản phẩm hôm nay nhớ chia sẻ livestream để được chương trình free ship nhá. Tất cả mã sản phẩm hôm nay đều có mức giá giảm cho em tới 50% đấy ạ. Rồi các chị yêu nào mà thích set của Hoài đang mặc thì nhanh tay lên cho em là AK17 cộng VA18 kèm thoại để chốt nguyên set với mức giá là 299.000. Và một điều đặc biệt nữa Hoài muốn gửi gắm đến đó các bạn nhà mình, đó là ngày mai là ngày các bạn thi đại học đúng không ạ? Thì nhà Mark muốn gửi một lời chúc thật
thật là kiểu như là sao các chị tràn đầy năng lượng này. Chúc các bạn nhà mình sẽ là thi ngày mai sẽ đạt được cái kết quả như mong muốn và đạt được cái kết quả cao nhất như mong đợi các chị mình nha. Và nếu như chị nào mà đang có các bé hoặc là các em nhà mình mai đi thi thì hãy gửi gắm lời chúc đến cho các bạn nhà mình luôn. Hoặc là có bạn nào mà tối hôm nay mình không có ôn thi, mình đang xem livestream để giải trí này, để giảm stress, để ngày mai thi tốt này, thì Mark sẽ gửi lời chúc và chúc tất cả các bạn nhà mình ngày mai sẽ thi đại học đạt được kết quả thật là cao nhất luôn các chị mình nha. Rồi ok, thì bây giờ hiện tại thì thời gian livestream của nhà Mark cũng đã kết thúc rồi, thì chắc là Hoài sẽ xin phép off livestream tại đây. Như đã nói rồi thì gửi lời chúc đến các bạn là mình là một là cái điều rất quan trọng rồi, nhưng mà cái điều quan trọng thứ hai là chúc tất cả các chị mình ngủ ngon nha. Và đừng quên là theo dõi trang page và bật theo dõi thông báo của nhà em mỗi ngày để mình có thể cập nhật những cái bài đăng mới này, những cái sản phẩm mới trong bộ sưu tập mới, và cập nhật những cái livestream của nhà em, tại vì khi nào livestream nhà Mark sẽ thông báo trên trang page chính này luôn nha. Bây giờ thì các chị nhà mình và các bạn nhà mình ngủ sớm để bạn là ngày mai đi thi thì mình thi có kết quả thật tốt, còn chị yêu nào ngày mai làm việc thì mình sẽ ngủ thật là ngon và ngày mai sẽ có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và niềm vui nhá. Bây giờ Mark xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu, và cảm ơn các chị mình rất là nhiều ạ.